Chúng ta sẽ bắt đầu đến với cái đề thi khảo sát chất lượng Sở Vĩnh Phúc lần 1. Nhá. Câu 1. Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Đó. Thì mệnh đề nào sau đây là sai? Thì đương nhiên SA vuông góc mặt phẳng ABC thì SA sẽ vuông góc với với BC. Là đúng này. À, SA vuông góc BC là đúng rồi ngoài ra thì các bạn thấy là đây là vuông tại b đây thầy cứ vẽ hình ra cho các em dễ nhìn Đó. S, A, vuông tại b nữa này à, c thì các em đọc các mệnh đề xem mệnh đề nào sai nào ab vuông góc với sc đúng hay sai ab vuông góc với sc ờ, ok ab vuông góc với sc là mệnh đề sai rồi ab vuông góc bc thì đúng này sb mà vuông góc bc thì đúng tại vì bc nó vuông góc với ab và bc vuông góc với SA này. nên bc vuông góc với sb là đúng như vậy cái mệnh đề sai là mệnh đề a comment thầy đáp án nhé rồi câu 2 này, một nghiệm của phương trình lượng giác là sin của 4x bằng 0 là gì? Đề bài yêu cầu các em tìm một nghiệm của phương trình là sin 4x bằng 0 đúng không? Thì cái phương trình này thì các em chỉ cần kiểm tra các cái phương án lựa chọn đây thôi. Bạn nào mà cẩn thận thì các em có thể dùng Casio nhá. Thì các em có được sin P à, sin P thì bằng mấy cả, cả lớp? Sin P thì bằng 0, như vậy là sin 4x thì x bằng P trên 4 thì sin của 4 nhân P trên 4 bằng 0. Các bạn chọn cho thầy cái phương án là phương án D. Câu 3, với mọi số thực dương A tùy ý, kem có được A bình phương nhân với căn bậc 2 của A mũ âm 3 thì bằng cái gì? Đương nhiên cái giá trị này thì bằng A bình phương nhân với A mũ âm 3 phần 2. Thì cái này bằng A của 2 trừ đi 3 phần 2. Được chưa? Bằng A mũ bao nhiêu? 2 trừ đi 3 phần 2 bằng mấy đây? Nó là 4 trừ 3 là 1 phần 2. Như vậy thì cái giá trị của chúng ta sẽ là A mũ 1 phần 2. Các em chọn được cái đáp án. Đó chính là đáp án C. Nhá. Rồi đấy chính là câu 3. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu 4. Câu 4, mệnh đề nào sau đây là đúng? Các em có được căn bậc 3 của 5 mũ 7 thì đương nhiên bằng 5 mũ 7 phần 3. 5 mũ 7 phần 3 thì các em chọn được cái đáp án B. Câu số 5, cho hàm số y bằng f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ sau thì hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào? Thì đương nhiên rồi, hàm số f(x) của chúng ta sẽ đồng biến trong khoảng từ 2 đến 3. Các em chọn được âm 2 đến 3 được các bạn. Các em chọn được khoảng phần D nhá. Được chưa? Ok, rất đơn giản. Mấy câu đầu thì à, đề thi thì không bao giờ cho khó cả. Đấy là nguyên tắc rồi Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu số 6 Cho A dương, A khác 1 thì khi đó cái giá trị của Noga cơ số căn bậc 3 của A Của A thì bằng bao nhiêu Thì cái này chính là Noga cơ số A mũ 1 phần 3 của A Thì cái này bằng 1 chia cho 1 phần 3 1 chia 1 phần 3 bằng 3 Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án đi Được chưa Thể tích của khối hộp chữ nhật có kích thước của ba cạnh là 12A, 3A và A căn 3 trên 3 là gì? Các em nhân lại với nhau thôi. Các em lấy 3 này, nhân 12 này, nhân với cả căn 3 trên 3. Thì các em triệt tiêu cái 3 đi, thì còn là 12 căn 3. Tất nhiên em phải nhân thêm A mũ 3. Đáp án là 12 căn 3, A mũ 3. Các em chọn D nhá Thế tích V của khối cầu có đường kính thì bằng A được tính theo công thức nào dưới đây? Khối cầu đường kính bằng A thì các em lưu ý này, câu này là câu dễ sai ngu đúng không? Đường kính bằng A thì cái bán kính của khối cầu chính là A trên 2. Vậy thì cái thể tích V của chúng ta bằng gì? Bằng 4 phần 3 pi nhân R mũ 3 Trời ơi câu này là câu mà Để cho là hơi bị ảo diệu đấy Dễ sai phết đấy Bằng 4 phần 3 pi nhân với cả 1 phần 2 tất cả mũ 3 nhân A mũ 3 Đáp án của thầy cho chúng ta là gì đấy? Đó là pi trên 6 đúng không cả lớp? Pi trên 6 A mũ 3 Đáp án là A Bao nhiêu bạn sai câu 8 này comment thầy sao nào Câu 8 này là câu dễ sai đấy Theo thầy nghĩ là câu 8 này là câu khá dễ sai kiểu đề thi cho cái này là là học sinh dễ sai tập xác định của hàm số này là gì thì điều kiện hàm số xác này xác định là cái x trừ nó phải dương như vậy tập xác định của hàm số này là khoảng từ 4 đến dương vô cùng đúng không nó là khoảng từ 4 đến dương vô cùng kem chọn a à, câu số 10 phương trình log của x thì bằng 1 phần bảy có nghiệm là gì đương nhiên với x tương bằng 10 mũ 1 phần 7. đáp án x bằng 10 mũ 1 phần 7 thì có thể viết là căn bậc 7 của 10 cũng ok căn bậc 7 của 10 không vấn đề gì cả kem chọn đáp án là đáp án c đồng ý không đó thì đấy chính là câu số 10 Tiếp theo chúng ta đến với câu số 11. Câu số 11 cho khối trụ có bán kính đáy thì bằng 5. Biết rằng khi cắt khối trụ bởi mặt phẳng qua trục, thiết diện thu được một hình vuông. Hình vuông của chúng ta sẽ có độ dài cạnh đây bán kính đáy bằng 5 này. Như vậy hình vuông của chúng ta sẽ có cạnh bằng 10, đúng không? Như vậy chiều cao H của chúng ta bằng 2 x 5 bằng 10. Vậy kem có thể tích khối trụ thì kem lấy pi nhân r bình phương nhân với h thì bằng pi nhân với 5 bình phương nhân với 10. Đáp án của chúng ta sẽ là gì? 250 pi 250 pi các em chọn đáp án A rất dễ đúng cả lớp nhá 250 pi 10p chúng ta chọn A được rồi câu tiếp theo đó là câu số 12 với A là số thực dương tùy ý các em có được cái giá trị này bằng gì đương nhiên nó bằng nen của 5A chia cho 3A thì bằng nen của 5 phần 5 phần 3 đáp án là đáp án A cho hình nón có đỉnh S có chiều cao thì bằng 4 và bán kính đáy thì bằng 3 thì mặt phẳng P đi qua đỉnh S của hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là tam giác SAB đây, chiều cao thì bằng 4 này, bán kính đáy R của chúng ta sẽ bằng 3. Mặt phẳng P đi qua đỉnh S của hình nón và cắt hình nón theo giết diện là tam giác SAB. Đây A đây. B đây đi nhá. Ok. SAB với AB thì bằng 2 thì diện tích của thiết diện thì bằng bao nhiêu? Các bạn gọi M là trung điểm của AB đi. Được chưa? Các bạn sẽ có được cái điều như sau. Thứ nhất là các em có được AB thì bằng 2 nên AM bằng 1. Đúng không? Thứ hai là các bạn có được là OA thì nó bằng R bằng 3. Các em lưu ý là OA thì bằng 3, đúng cả lớp, OA thì bằng 3. Mà AM bằng 1 anh em tính lại S Đây, đây là OA bằng 3, là R bằng 3. Như vậy ta có được OM của chúng ta sẽ bằng căn của 9 đi 1 thì bằng 2 căn 2 là các em tính là OM. Từ đó các em tính SM nhá. SM bằng căn của SO bình cộng với OM bình rồi nó bằng căn của 16 cộng với 8 thì bằng 24. 24 thì bằng 2 căn 6. Như vậy các em tính được SM. Có SM xong thì các em sẽ tính được cái diện tích của thiết diện là diện tích của tam giác SAB. Diện tích thiết diện của chúng ta sẽ bằng AM nhân SM thôi. Bản chất nó là 1/2 của AB nhân SM đúng cả lớp nhá. Thì nó bằng bao nhiêu? Bằng 1 nhân với 2 căn 6. Tất nhiên em phải nhân thêm A bình phương. À không có A nhỉ, không có hệ số A. Như vậy đó là 2 căn 6 chọn D. Đồng ý không? Được chưa? À, đáp án sẽ là đáp án D nhé Ừm. Uhm. Nào các bạn nào thắc mắc gì không? <laughs> bạn nào thắc mắc gì không? Ok nhá. Nào câu 14 này. Đây là những bài dễ. Những bài này nó chưa chưa có vấn đề gì cả. Tí nữa gặp mấy bài sau rồi mới khó. Cho hình trụ của bán kính đáy bằng 5 và đường sinh bằng 2 thì diện tích toàn phần thì bằng bao nhiêu? Công thức để tính diện tích toàn phần của hình trụ thì các em có thể lấy là gì? Nào hình trụ diện tích toàn phần thì các em lấy cái uh, diện tích xung quanh là 2 pr nhân n được chưa? Cộng với cả cộng với cả 2 lần cái pi r bình phương là diện tích của hai mặt đáy, đúng cả lớp nhá, thì là 2 lần pi r bình phương. Thì cái này các em có thể lấy 2 pr nhân với r cộng n thôi. Đây là diện tích toàn phần. Thì 2pi nhân với r của chúng ta bằng mấy? r bằng 5. Nhân với 5 cộng với đường sinh bằng 2. Xong rồi. Đó. Các em sẽ có đáp án ở đây nó là 70pi mười pi thì các em chọn A Rất dễ Câu này thì dễ nhá Rồi đây là câu số 14 này Tiếp theo là câu số 10 15 à, Cho hàm số y bằng x liên tục trên r Có bảng biến thiên À bảng xét dấu của fx như sau Thì hàm số có bao nhiêu điểm cực đại Các em nhớ là đây là một hàm số liên tục trên r Đây thầy phải nhấn mạnh cái, cái giả thiết này vào Hàm số này là một hàm số liên tục trên r đó, hàm số liên tục trên R Nên mặc dù tại điểm x bằng 0 nó không có đạo hàm Nhưng đây vẫn là một hàm số liên tục nên chúng ta vẫn phải tính đây là một điểm cực trị tuy nhiên người ta hỏi là bao nhiêu điểm cực đại thôi nên tại kem chỉ cần quan tâm những cái điểm làm cho f phải đổi dấu từ dương sang âm thôi thì kem có một điểm cực đại này điểm này là điểm cực tiểu không tính nhá à đây là dương 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 hết à như vậy chỉ có một điểm cực đại duy nhất thôi hàm số của chúng ta chỉ có đúng một điểm cực đại thôi cái cách hỏi này chỉ có một điểm cực đại thôi đúng không thì kem chọn được đáp án là đáp án gì đáp án c nhá rồi câu số 16 phương trình này có nghiệm là gì thì cái phương trình của chúng ta sẽ tương đương với là 5 mũ 1 phần 2 tất cả mũ 1 cộng x thì bằng bao nhiêu đấy? Bằng 5 mũ 2. Thì tương đương với 5 mũ x cộng 1 chia 2 thì bằng 5 mũ 2. Vậy các em sẽ có được x cộng 1 chia 2 bằng 2. Cái này các em có thể nhậm được nhé. X bằng x bằng 3. Các em chọn đáp án A. Rất dễ đúng cả lớp nhé. Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo là câu số 17. <laughs> Tiệm cận đứng của đồ thị số này là đường thẳng có phương trình là gì? Đó là x bằng 4 thôi, đương nhiên, tiệm cận đứng mà. Câu số 18, khối chóp có diện tích đáy thì bằng 9 và chiều cao bằng 2 thì thể tích của khối chóp, các em nhớ đây là khối chóp nhá gọi đánh khung cái này vào cho thầy. Đóng khung cái này chữ chóp này vào cho thầy. Thì nó chỉ là 1 phần 3 của diện tích đáy nhân với chiều cao. Các em lấy 1 phần 3 diện tích đáy thì bằng mấy? Bằng 9 này, chiều cao bằng 2 này. Như vậy cái này bằng 6. Như vậy thì cái thể tích của khối à, cái thể tích của khối chóp thì sẽ bằng 6 vậy thôi. Rất dễ, đúng ở lớp nhá. Rồi, Chúng ta sẽ tiếp tục đi đến câu số 19. Cho hàm số fx liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn từ âm 4 đến 4 như sau. Thì đây là bảng biến thiên của hàm số fx trên đoạn từ âm 4 đến 4. À, giá trị nhỏ nhất của hàm số này trên đoạn từ âm 4 đến 4 là gì? Các bạn thấy là đối với min thì cái hàm số gx khi mà em xét trên đoạn từ âm 4 đến 4 thì giá trị ở nhỏ nhất của nó là âm 10. Âm 10 nhỏ hơn 4 nhá. Các em nhớ là cái min của gx nó sẽ bằng 3 nhân vật trên đoạn âm 4 đến 4 này nó bằng 3 nhân với cả bao nhiêu đấy? Âm 10 này. Xong rồi mình bao nhiêu mình trừ đi 5 thì nó là âm 30 trừ nữa 5 là âm 35. Âm 35 thì các em chọn được cái đáp án nào? đáp án A, Đồng đúng không? Được chưa? Câu số 20 cho khối lăng trụ có diện tích đáy thì bằng 6A bình phương và chiều cao 4A. Thể tích của khối lăng trụ đã cho thì bằng bao nhiêu? Khối lăng trụ biết diện tích đáy rồi và biết chiều cao rồi. Người ta yêu cầu các em đi tính thể tích thì thể tích các em lấy diện tích đáy nhân chiều cao thì bằng 24A mũ 3, các em chọn C. Vậy thôi. Thì đấy là 20 câu đầu tiên. Cho hình chóp SABCD, có đáy ABCD là hình chữ nhật, có AB thì bằng 1. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng ABCD, đó, tóm lại là các em có được một hình chóp với đáy hình chữ nhật. SA lại vuông góc với mặt phẳng đáy, thì đề bài nó sẽ cho như này, và chúng ta tính ra thôi. Đó. Rồi ok, cho hình chóp này, S này, SA vuông góc với mặt phẳng ABCD, đây SA đây, SA bằng căn 5 và vuông góc với mặt phẳng ABCD. Được chưa? Cạnh bên AB thì bằng 1, đáy ABCD hình chữ nhật, AB bằng 1. SA thì bằng căn 5. Người ta, yêu, người ta cho góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD thì bằng 45 độ thì các em đều biết là góc giữa SC và mặt phẳng ABCD nó là góc gì? Nó là góc gì cả lớp? Nó là góc này này. Góc này bằng 45 độ. Được chưa? Mà AC bằng mấy? AC các em chưa biết nhưng SA các em biết là bằng căn 5. Vậy các em sẽ có được AC bằng mấy? Bằng căn căn 5. Đó, AC bằng căn 5 AC bằng căn 5 thì các em sẽ tính được cái BC Để bài yêu cầu các em tính thể tích mà Thì từ đó các em sẽ tính được BC Sẽ bằng căn bậc 2 của AC bình trừ đi AB bình Nó là 5 chứ đi 1 Thì bằng dương 2 Vậy thì cái thể tích của khối chóp SABCD Nó sẽ là 1 phần 3 của SA Nhân diện tích của ABCD Nó là 1 phần 3 nhân với Các em lấy căn 5 này Diện tích ABCD thì các em có được cái này bằng 2 Thì đương nhiên diện tích ABCD thì bằng bằng 2 Như vậy đó là 2 căn 5 chia chia 3. Đáp án của chúng ta sẽ là 2 căn 5 trên 3. Các em chọn D. Vậy thôi. Rất dễ đúng không nhỉ? Được chưa? Nhá. Ok. Đấy là câu số 21. Bây giờ mình sang câu số 22. Câu 22. Trên đoạn từ âm 4 đến âm 1 thì hàm số này đặt giá trị lớn nhất tại điểm nào? Thầy nói lại nhé. Trên đoạn từ âm 4 đến âm 1 hàm số này đạt giá trị lớn nhất tại điểm nào? Đấy, thì các em xét tại y tại âm 4 nó bằng gì? Các em thay x mà âm 4 vào nhé. 3 nhân là 4, âm 4 là 12 cộng 1 là âm 11. 2 trừ đi âm 4 là bằng dương 6. Rồi các em xét y tại âm 1 các em thay vào thì nó là tử thức là âm 2 chia cho 3. Thì trong hai số là âm 11 phần 6 và âm 2 phần 3 thì số nào là số số nào là số lớn nhất? Thì trong hai số này thì rõ ràng là số âm 2 phần 3 nó sẽ lớn hơn số âm 11 phần 6 đúng không? Như vậy thì mắc của chúng ta đạt được tại x bằng âm 1 các em chọn C. Vậy thôi. Đồng ý không? Rồi, câu số 22 chọn C bây giờ sang câu số 23. Câu 23. Một hình trụ có bán kính đáy R bằng 6 cm và độ dài đường sinh L thì bằng 5 cm thì câu hỏi bài toán là diện tích xung quanh của hình trụ đó thì bằng bao nhiêu? Các em nghe này, cái diện tích xung quanh của một hình trụ được tính bởi công thức là gì? Đó là 2 pi r nhân h. Thì đề bài có r bằng 6 này, chiều cao chính là độ dài đường sinh thì bằng 5, đây là hình trụ mà. Thì đáp án của chúng ta sẽ là bằng bao nhiêu? 60 pi. Đương nhiên đơn vị của chúng ta phải là cm vuông nhá. Diện tích xung quanh là 60 pi cm vuông. Các em chọn C, đấy là câu số 23. Rồi, tiếp tục là câu số 24. Câu 24 số giao điểm của đồ thị hàm số này với trục hoành là gì thì các em chỉ cần xét cái phương trình hoành độ giao điểm. Cái phương trình hoành độ giao điểm thì các bạn hoàn toàn có thể dùng Casio ra xong các em kiểm tra cũng được hoặc là các bạn tính nói chung là có quá nhiều con đường để các em có thể làm một cái bài toán như thế này đúng không? Menu 923 1 bằng âm A bằng 0 bằng 2 bằng thì các em ra nghiệm này, 1 trừ căn 3 này, 1 cộng căn 3 này và 1 như vậy là có 3 nghiệm. Và đương nhiên rồi, 3 nghiệm thì có 3 giao điểm. Tổng cộng tổng cộng chỉ có 3 giao điểm. Thế thôi, Casio một phát là xong luôn, không cần phải suy nghĩ nhiều nhá. À, 3 giao điểm vậy thôi. Rồi, câu tiếp theo đó là câu số 25. Câu số 25 là hàm số này nghịch biến trên khoảng nào? Được chưa? Thì những cái bài như này nó là những bài mà người ta cố tình cho các bạn để các em phải hết sức cẩn thận này, tại vì là cũng rất là dễ sai ngu à, Các bạn thấy là ở đây các em có được cái 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 um, Y phẩy của chúng ta bằng gì Nào trước đây mình viết cái điều kiện nhá Mình viết cái điều kiện để hàm số xác định lại nhá Điều kiện của chúng ta đó là 10 Cộng với 3x trừ x bình phương Nó phải dương Tức là các em có được x bình phương trừ đi 3x trừ 10 Nó phải âm Nghĩa là x nằm trong khoảng hai nghiệm à, Khoảng hai nghiệm của chúng ta sẽ là khoảng từ Âm 2 cho đến 5 Được chưa Âm 2 đến 5 rồi, các em xét cho thầy cái y phẩy. Tóm lại là khi đó thì hàm số này nghịch biến như khoảng nào? Các em thấy là y phẩy của chúng ta bằng gì? Mẫu thức của chúng ta các em để y 10 cộng 3x trừ x bình. Tử thức là 3 trừ đi 2x. Vậy thì các em có được y phẩy của chúng ta. Nghịch biến thì nó sẽ âm xảy ra khi với đi 3 trừ 2x tại vì cái mẫu thức luôn dương rồi các em yên tâm là mẫu thức của chúng ta này, này thì nó luôn dương theo cái điều kiện nhá thì ở đây các em sẽ tương đương là x sẽ lớn hơn 3 phần 2 như vậy áp dụng với điều kiện này thì các em sẽ có được cái khoảng từ 3 phần 2 cho đến dương 5 nhá vậy thôi Đó, chọn b câu này là câu nếu mà các em không cẩn thận thì câu này cũng rất là dễ sai ngu đấy thầy đánh giá câu này này mấy cả câu bán kính r bằng a là những câu mà uh, sở vĩnh phúc ra đề khá là căng tại vì rất là dễ sai đấy các em nhé rất là dễ sai Câu tiếp theo là câu số 26 Đồ thị hàm số nào dưới đây có đường cong như hình bên Các bạn quan sát này Đồ thị hàm số nào Thì các em có thể dùng phép loại trừ này Cái này không thể này Hàm trùng phương này Cái này hàm parabol Bậc 2 parabol bậc nhất trên bậc nhất Không thể có mỗi phương án C thôi Mình nhìn vào đây mình thấy ngay C nhá Cho khối nón có thể tích thì bằng 32 pi trên trên 3 và chiều cao biết rồi thì bán kính đường tròn đáy của khối nón bằng bao nhiêu? Các em biết được V nón của chúng ta sẽ bằng 1 phần 3 pi nhân R bình phương nhân H. Cái đề bài cho là 32 pi trên 3 thì ngay lập tức em sẽ có được cái r bình phương nhân h của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu pi trên 3, pi 3 triệt tiêu vậy r bình phương h bằng 32 mà chiều cao h đề bài cho bằng 2 nên ta sẽ có r của chúng ta bằng 4 vậy bán kính đường tròn đáy r thì bằng 4 vậy thôi được chưa câu 27 r bằng 4 câu tiếp theo đó là câu số 28 này hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng thì cái bài này bạn nào làm quen thì bạn ấy cũng sẽ phát hiện ra rất là nhanh còn nếu bạn nào chậm hơn thì cứ bình tĩnh hình chóp tứ giác đều ấy thì để mà xác định được một mặt phẳng đối xứng của hình chóp tứ giác đều cái cách mà chúng ta xử lý như sau để xác định một mặt phẳng đối xứng của một tứ giác đều ta em xuất phát từ một cạnh đúng không và nối với trung điểm của cạnh còn lại thì các em sẽ thu được một cái mặt phẳng đối xứng của hình chóp tứ giác đều đây là mặt phẳng đối xứng này được chưa như vậy cứ từ một cạnh thì các em sẽ đẻ ra một mặt phẳng đối xứng và hình chóp tứ giác đều này có tất cả là 6 cạnh cứ xuất phát từ một cạnh kem sẽ đẻ ra một mặt phẳng đối xứng và sáu cạnh này sẽ đẻ ra sáu mặt phẳng đối xứng hình chóp tứ giác à thôi chết rồi mình ôi xấu hổ quá ờ xin lỗi các bạn <laughs> để bài hỏi là hình chóp tứ giác đều thì để vẽ tứ diện trời đất ơi mày quá không có phương án nào ở sáu mà thầy bị sai ngu trời đất ơi đọc đề là hình chóp tứ giác đều mà tại sao tay mình lại đi vẽ là tứ diện nhở Thầy luôn thầy không hiểu tại sao luôn đôi khi là thế đấy đấy chính là một cái ví dụ về sai ngu mà thầy vừa vừa cho các bạn thấy thế nào là sai ngu sai ngu là lẽ ra bài đấy nó trong khả năng mình làm được nhưng mà ra khỏi phòng thi chúng ta sẽ rơi những giọt nước mắt tiếc nuối đấy gọi là sai ngu nhá rồi hình chóp tứ giác đều là hình chóp như này này thì các bạn thấy là một hình vuông ấy một hình vuông nhá khi mà các em vẽ một hình vuông thì các bạn sẽ thấy là có bao nhiêu đây là một hình vuông này thì các em sẽ thấy là có bao nhiêu cái trục đối xứng của hình vuông các em sẽ có một trục này hai trục này đây là hai trục đối xứng này hai trục này, ba trục này, một hình vuông có bốn trục đối xứng đúng không cả lớp? bốn, ba trục này và bốn trục này, một hình vuông kem sẽ có bốn trục đối xứng, được chưa? một, hai trục ngang và hai trục uh, chéo. Như vậy thì hình chóp tứ giác đều kem sẽ có tất cả là bốn mặt phẳng đối xứng. Tương với đó là chắc chắn nó mặt phẳng đối xứng phải đi qua trục SO trục SO NO cộng với bốn trục của hình vuông này thì kem sẽ có được tất cả là bốn mặt phẳng đối xứng nhá, bốn mặt phẳng đối xứng, được chưa? Ở, cái đáp án sẽ là đáp án D, đúng không? nhá D nhá em nhá D nhá Ờ rồi các bạn thấy không Như vậy là câu 28 này đứng trên góc độ thầy dạy các bạn ấy Thì thầy vừa cho các bạn thấy ba điều Thứ nhất là thầy vừa chỉ cho các em là À hình tứ diện đều thì sẽ có 6 mặt phẳng đối xứng Thứ hai là hình chóp tứ giác đều thì sẽ có bốn mặt phẳng đối xứng Đấy là điều thứ hai Và điều thứ ba là thế nào là sai ngu Đấy ba điều mà các em học được Như vậy đứng về góc độ giảng dạy thì như thế nào tốt Còn đứng về góc độ mà các em làm thì các em sẽ rút ra kinh nghiệm và các em sẽ thấy là à chúng ta không nên sai những bài này cho phải bình tĩnh tỉnh táo được chưa? Nên đôi khi là cái việc mà mình cố tình sai ngu nó lại rất là tốt ích rất là tốt đối với học sinh. Nhưng tất nhiên là câu đấy thì uh... thôi, uh, câu 29 nhá. Thế câu 29 nhá, câu 29 nhá các em nhá. Câu 29 này. Tập nghiệm của bất phương trình này là gì? Uh, câu hỏi bài toán là tập nghiệm bất phương trình này là gì? Thì bất phương trình tương đương điều gì? bất phương trình nó sẽ tương đương điều gì? 2 cộng x nó sẽ nhỏ hơn là 3 mũ 2 và lớn hơn 0 đúng không? Thì cái này tương đương điều gì nè? Các em chuyển vế đổi dấu tức là các em có âm 2 bé x và bé hơn đây là 9, 9 2 bằng 7. Như vậy tập nghiệm bất phương trình này là khoảng khoảng nhá, từ âm 2 đến 7. Thế thôi nhá. Được chưa? Câu số 30. Câu số 30 chúng nó có bài toán như sau. Câu số 30, hàm số fx có đạo hàm f phải x em biết rồi thì hàm số fx của chúng ta sẽ nghịch biến trên khoảng nào sau đây? Đương nhiên rồi, FX của chúng ta đổi dấu hai lần qua các điểm là âm -2 và 0. Đúng ở lớp âm -2 và 0 thì làm cho f đổi dấu. Đổi dấu từ từ đâu sang đâu? Dương âm dương, đúng không? Cả lớp tại vì là x tiến đến dương vô cùng là tiến đến dương cùng mà. Như vậy nó sẽ nghịch biến trong khoảng nào? Từ âm -2 đến 0, các em chọn luôn cái khoảng nào nó khoảng con của khoảng từ âm -2 đến 0 các em chọn thôi. Như vậy là xong. À, quá dễ, đúng không? Câu 30 xong rồi. Bây giờ sang tiếp theo là câu số 31. Câu 31 này, các lớp nghe này. Cho lim wow, câu này cũng là câu mà các em sai ngu tương đối nhiều đây. Rồi, cả lớp nghe nhá. Câu 31 này. Cho lim của x tiến đến âm vô cùng của a trên nhân với căn bằng 2 của x bình phương cộng 1 cộng 2023 trên x cộng 2024 thì bằng 1/2. Và cái này nói chung là các em sẽ tìm là a bằng mấy, tìm được b bằng mấy, sau đó các em xử lý cái vấn đề là p bằng 4a cộng với b. Bài toán này là bài toán về giới hạn của lớp 11 đúng không? Nào, đối với cái đầu tiên đối với cái đầu tiên ấy là cái lim cái lim đầu tiên đối với cái giới hạn đầu tiên nhé các em lưu ý này đối với cái giới hạn đầu tiên thì chúng ta sẽ đi xử lý như nào đối với cái giới hạn đầu tiên nhé các em lưu ý này cái giới hạn đầu tiên ấy thì các em chia cả tử và mẫu cho x bình thường chúng ta luôn luôn làm như vậy đúng không bằng thầy sẽ làm theo kiểu tư luận trước nhé đó thì cái này mẫu thức là một cộng hai không hai chia cho x tử thức là a nhân với căn bậc hai của x bình phương cộng một chia cho x cộng với 2023 trên x thì các em yên tâm là những cái giá trị này này đều tiền hay không nên tại sao mà chúng ta bỏ đi những cái dấu riêng tại vì nó đều tiền hay không khi kem chia cho x nhưng mà thôi à, mình sẽ viết này tiếp tục là các em lưu ý là khi mà x tiền âm vô cùng tức là x âm x âm thì x của chúng ta lưu ý này khi x âm nhá mình muốn cho x vào trong thì các em lưu ý là x của chúng ta sẽ bằng âm của âm x âm x đã biến hình dương đúng rồi lớp nó sẽ âm của căn bậc hai của x bình phương lưu ý điều này được chưa? Khi mà x âm thì âm x lại biến thành dương, x âm thì x của chúng ta sẽ bằng âm căn bằng hai của y bình phương, điều này là điều hết sức quan trọng mà các em cần phải lưu ý nhá. Không các em rất là dễ sai ngu bước này. Nên khi các em cho vào trong ấy thì nó chính là gì? Mẫu thức là một luôn. À, tại vì cái này thì nó không, cái này thì nó không. Cái này cho vào trong thì nó chính là gì? kem à, các em phải đặt dấu âm ra ngoài. Tại vì cái này bản chất nó là âm của âm x. Âm của âm x chính là âm căn bằng hai bình phương thì tại sao phải dấu âm ra ngoài? Căn bằng hai của x bình phương cộng một chữ bình phương nó là một cộng một x bình phương. À, một chiếc bình phương lại tiền hay không như vậy cái này bằng âm a để cho đây là lý do tại sao cái này bằng âm a <laughs> từ đó ta sẽ có được âm a bằng âm một phần hai thì các em tìm được a bằng một phần hai tìm được a ngay lập tức đối với b đối với b nhá đối với b thì các em có điều gì đây các bạn quan sát này cái giá trị này là cái giá trị mà chúng ta quan tâm đúng không đây giá trị b đây mình sẽ quan tâm đến cái giá trị này thì cũng như vậy thôi cũng như vậy thôi ở đây x tiền đến dương vô cùng kem nhân y hợp nếu mà kem làm tự luận là như vậy x tiền đến dương vô cùng kem nhân y hợp nên nó là x bình phương cộng bx cộng 1 trừ đi x bình phương trên căn bậc 2 của x bình phương cộng bx cộng 1 xong cộng với x đúng cả lớp nhá rồi thì đương nhiên nó bằng gì đấy cả lớp nó bằng gì nó bằng kem triệt tiêu cái này đi xong rồi chúng ta sẽ phải làm gì nữa nhở chúng ta sẽ phải làm gì chúng ta chia cả tử và mẫu cho x nhá thì cái này bằng nim khi mà x tiền đến dương vô cùng Thực ra các em lấy bậc của tử bậc của mẫu nhưng bản chất nếu mà các em làm tự luận thì các em chỉ có tử mẫu cho x, đấy là cách làm tự luận. Còn cách trắc nghiệm thì các em cứ lấy hệ số bậc cao nhất của tử tại vì đây là cùng bậc rồi. Đó, thì tử thức nó tiến đến b, một chữ x tiến đến 0 mà tất cả cái tỷ số này đều tiến đến 0, mẫu thức là tiến đến 2. Từ đó ta phải có được một điều đó là b phần 2 bằng mấy cả lớp? b phần 2 bằng 1. Nên ta có b bằng 2. Như vậy mình đã có được những điều rất rất là thú vị như sau. Thứ nhất là các em có được A của chúng ta bằng 1 phần 2 và B của chúng ta sẽ bằng 2. Rồi, như vậy thì các em sẽ có được là P của chúng ta bằng 4A cộng với B. Đó bằng 2 cộng 2 bằng 4. Xong. P bằng 4A cộng B bằng 2 cộng 2 bằng 4 thì các em chọn đáp án là đáp án, đáp án C. Và toán là giải quyết nhá. Đó. Giải quyết xong nhá. Bài này thì thuộc cái thể loại của toán lớp 11 các bạn có thể bạn nào mà làm quen những cái bài này các em có thể làm nhanh hơn bằng cách các em nhập bài này thuộc thể loại của toán lớp 11 rồi câu 31 xong rồi mình sang câu số 32 câu 32 thầy trò cho, cho nó có bài toán như sau lớp mình chú ý này lớp chú ý câu 32 như sau Ờ... Ừ, rồi cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên nhìn vẽ sau thì số nghiệm thực của phương trình này là gì được chưa thì câu hỏi bài toán là số nghiệm thực của phương trình này thì cái phương trình của chúng ta tương đương điều gì? Nào các em nhìn này, f'x bằng 0 có 3 điểm Các em thấy là cái f'x bằng 0 xảy ra khi x bằng âm 1 hoặc x bằng 2 hoặc x bằng 5 Như vậy f' phải cái đống này bằng 0 thì các em có 4 trừ đi 3fx Nó sẽ bằng là âm 1 Hoặc là bằng 2 hoặc bằng 5 Bằng âm 1 Hoặc là cái giá trị này này Ôi chết rồi Ôi chết rồi, bị thụt nút à? Thế chỉ định. Rồi, cái giá trị này nó sẽ bằng -1 hoặc cái giá trị này bằng 2 hoặc giá trị này bằng 5 đúng không? ở lớp. Nó sẽ bằng 2 hoặc giá trị này bằng 5. Đấy, nó chỉ nó thế thôi. Thì cái này tương đương điều gì? Nào, fx bằng gì? Cái này các em chuyển vế đổi dấu thì nó bằng 5/3. Cái này các em chuyển vế đổi dấu thì các em có được fx của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu đấy 2/3 đúng không? Cái này các em chuyển vế đổi dấu thì các em có fx của chúng ta bằng bao nhiêu? 4 5 là bằng âm -1 âm 1/3. Các em điền vào. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn nhìn nhé Nhìn về cái hàm FX Quan sát, quan sát FX của chúng ta Âm vô cùng này Đi đến một này Xuống âm một này Đi đến 3 này Xuống âm vô cùng này Đó Rồi các bạn vẽ th cho thầy này Vẽ cho thầy này Y bằng 5 phần 3 5 phần 3 thì lớn 1 Đây Y bằng 5 phần 3 đây Y bằng 2 phần 3 2 phần 3 thì đây Y bằng 2 phần 3 đây Và Y bằng âm 1 phần 3 Âm 1 phần 3 thì nó vẫn lớn âm 1 Và nhọn 1 thì đây Y bằng âm 1 phần 3 đây Đúng cả lớp nhá Nhìn thấy không Như vậy thì nó có bao nhiêu nghiệm đây Bao nhiêu nghiệm đây? Đếm nhá. Đếm này. 1 nghiệm này, 2 nghiệm, 3 nghiệm, 4 nghiệm, 5 6 7 8 9 10. Tổng cộng có 10 nghiệm. Có bao nhiêu sóng nguyên dương mở để đồ thị số này có hai điểm cực trị nằm về hai phía khác nhau của trục hoành, được chưa? Thì các em có một cái bổ đề rất quan trọng như này. Đối với một cái hàm số bậc 3 mà có hai điểm cực trị nằm về hai phía khác nhau của trục hoành thì điều kiện của chúng ta là gì? Một hàm số bậc 3 mà có hai điểm cực trị nằm về hai phía khác nhau của trục hoành. Đó. Hàm À đồ thị hàm số chút quên. Đồ thị hàm số bậc 3. Đó, đồ thị hàm số y bằng f(x. Đây là hàm đa thức bậc 3 nhá. Thầy nói rõ, đây là hàm đa thức bậc 3. Được chưa? Có hai điểm cực trị nằm về hai phía khác nhau của trục hoành. Điều này chỉ xảy ra khi và chỉ khi Đây là dấu tương đương luôn nhá Cái phương trình f(x) bằng 0 Nó có 3 nghiệm phân biệt Đó thì các bạn lưu ý thầy cái này Đầu tiên là các em phải nắm được cho thầy cái này Bạn nào mà chưa biết thì nên ghi vào Tại vì nó cũng không phải là cái kinh khủng gì đâu Nhưng mà nó lại là một cái Khá là quan trọng Nó không kinh khủng nhưng nó quan trọng Đó thì đây các em có thể hình dung ra được cái Cái hình ảnh Nó có hình dạng như vậy Không biết được ghi vào nhá rồi à, Nếu mà biết như vậy thì yêu cầu bài toán tương đương điều gì Yêu cầu bài toán thì tức là các em tìm m Để tìm m nguyên dương nhé Tìm m thuộc z cộng luôn Được chưa Để bài yêu cầu nó tìm m thuộc z cộng để sao cho cái phương trình X cộng 1 nhân với x bình phương cộng với 6x này Cộng với m 5 Bằng 0 nó có 3 nghiệm phân biệt Thì phương trình này thì đương nhiên Cái phương trình này nó sẽ hoàn toàn tương đương với điều gì Tương đương với phương trình là Gx bằng x bình phương cộng 6x cộng m trừ 5. Cái phương trình này này, nó sẽ có hai nghiệm phân biệt. Nhưng nó phải khác âm 1. Đúng cả lớp, nó phải khác âm 1 nha kem em nhé. Nó phải khác âm 1, được chưa? Rồi, điều này xảy ra khi nào? Điều này xảy ra khi nào cả lớp? Thứ nhất là đen đa phẩy, nó phải dương để có hai nghiệm phân biệt. Và hai nghiệm đấy đều khác âm 1, tức là âm 1 nó không phải là nghiệm, thì g âm 1 nó phải khác không. Thì cái này xảy ra khi nào delta phẩy là b phẩy bình trừ đi ac này. Nó phải dương. Gỡ 1,0 1 phải khác không tức là các em có 1 trừ đi 6 cộng với m trừ 5 nó phải khác không. Nghĩa là ở đây các em sẽ có điều gì nào? M sẽ phải nhỏ hơn 10 14 này. Và ở đây các em chắc chắn là các em phải có được điều gì? M khác m khác 10. Mà m nguyên dương đúng không cả lớp? Thì M của chúng ta sẽ nhận giá trị là từ 1 này, 2 này, 3 này, chấm 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 cho đến số bao nhiêu? Số 13. Nhưng các em phải trừ đi cái số, trừ đi số 10. Nên chỉ còn có 12 giá trị nguyên dương của M thỏa mãn mà thôi. Đúng không cả lớp? Tóm lại từ 1 đến 13, trừ đi số 10 là còn 10, 12. Đó, thì cái này đáp án hoàn toán như vậy. Thầy đánh giá câu này là câu nhẹ. Câu này là câu ở mức độ giữa thông hiểu với vận dụng thấp. Tầm tầm đấy. Câu 34 nhá, nghe này. Cho 7 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau từ 7 chữ số đã cho đã cho tính tổng các số lập được. <laughs> cái dạng này nó hơi lạ đối với học sinh đấy. Nó đề này nó hơi thiên hướng đánh giá năng được đánh giá tư duy đấy. Một phần là thiên hướng đánh giá năng được đánh giá tư duy nên khi các em học bài đề này thì cũng là một phần để các em nâng nâng cao cái kỹ năng đánh giá năng được đánh giá tư duy. Kể cả các bạn 2 cao 7 cũng có thể làm được những bài toán như này nhá. Rồi đầu tiên này, cái số lập được là số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau. Có dạng ABC thì theo các em có bao nhiêu số? có bao nhiêu số lập được? Đương nhiên, các em chọn ra 3 số trong 7 số và có tính thứ tự hoán vị chúng, nó là a 37 bằng 7 nhân 6 nhân 5, 6 nhân 5 là 30, 30 nhân 7 là bằng 210 số. Như vậy có tất cả 210 số lập được, đúng không? Đề bài yêu cầu các em tính tổng tất cả các số lập được. Wow. Làm sao để làm được? Làm sao để tính tổng được tất cả các số lập được? Nào, tự nhiên bây giờ bắt mình đi tính tổng của 210 số này. Trời đất ơi, nào nào bây giờ suy nghĩ nào suy nghĩ nào nào để tính tổng của, của 210 cái số này được chưa thì các em tách này để nhá thầy cho các bạn hiểu cái tư duy thầy sẽ không đưa các em công thức luôn mà thầy sẽ cho các bạn hiểu cái tư duy này các em tách cái số abc nó thành 100 lần số a cộng 10 lần số b tức là mỗi 210 số đấy các em tách thành 210 cái bộ như này cộng với cộng với số c được chưa rồi bây giờ các em xét nguyên cái hàng chục tức là các em tổng của, của tất cả cái phần này nó có 210 số đúng không? Thì nó chính là bằng gì? Khi mà các em tính tổng thì các em xét tổng tất cả các chữ số. Tức là tổng tất, tổng phần trăm này này. Tổng cái phần đầu tiên này, này. Thì tất cả là đây tiếp tục số tiếp theo các em cũng tách như vậy. A phẩy đây A1, A2, 100 A3, 100 A4 đến 100 A bản chất ấy là tổng của chúng ta ấy sẽ là 100 lần A1 cộng A2 cộng chấm 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 cộng tới A 210. Đúng không? Cộng 10 lần B1 cộng B2 cộng chấm 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 Đây cộng chấm 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 Cộng với số thứ 210 Cộng với C1 cộng C2 cộng chấm 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 Cộng với C của 210 Các em hiểu bài không? Các em hiểu bài không nhỉ? Hiểu không? Đó Thế thì về cơ bản ấy Là tổng tất cả này phải giống nhau Tại vì vai trò của các số từ 1 đến 7 nó như nhau Nên số lần ờ, uh, Ở đây nhá các em hiểu nó như này Thôi lộ hiểu lôm nay như này đi Trong 210 số này Thì nó chỉ xuất hiện từ 1 đến 7 mà thôi 7 cái chữ số 1 đến 7 nó vai trò như nhau Nên rõ ràng 210 chia cho 7 bằng 30 Như vậy phải có 30 số 1 xuất hiện 30 số 2 xuất hiện 30 số 3 xuất hiện 30 số 4 xuất hiện Chấm chấm đến 30 số 7 xuất hiện Các em hiểu được như vậy đúng không? Các em hiểu được như này này Ở đây là các em có được cái A1 cộng A2 cộng chấm chấm cộng với A210 Có 210 số Thì trong 20 chữ số nó phải phân nối đều cho 7 số này Nghĩa là các em phải có được là 30 số 1 xuất hiện 30 số 2 xuất hiện 30 số 7 xuất hiện Nó chỉ là 30 nhân với 1 cộng 2 cộng chấm chấm cộng với 7 Đồng ý không cả lớp nhá Ok nhá Tương tự như vậy Đối với cái trợp tương tự này B1 cộng với B2 cộng chấm chấm cộng với B của 210 cũng thế Nó phải có bao nhiêu? Có phải 30 số 1 xuất hiện 30 số 2 xuất hiện 30 số 7 xuất hiện và cái C1 cộng C2 cộng chấm chấm cộng với C của 210 như thế Bằng 30 x 1 cộng 2 cộng chấm chấm cộng tới cộng tới 7 Thôi tính luôn này đi, đỡ ngứa mắt Đúng không? Tính luôn này đi Nào 30 x với 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 Vòng bao nhiêu? Rồi, 840 Như vậy cái tổng của chúng ta bằng gì? Đó như vậy ta sẽ có tổng chúng ta sẽ là cái gì? 100 này nhân với cái số này là 840 này cộng với 10 này nhân với 840 này cộng với 840. Về cơ bản nó chính là 840 nhân với 100 cộng 10 cộng 1 840 nhân 111 vậy thôi, các em nhân thêm 111 là ra. Nó bằng 93.240. Được chưa? 93.240. Ở à đâu tí nữa là sai ngu. Ô thế thôi. À đây rồi, đã án đi. Nào hiểu bài comment HB nào. Hiểu bài cho thầy một cái comment HB xem bao nhiêu bạn hiểu bài nào. Hiểu bài không? Các em có hiểu bài không? Hiểu bài comment HB nào. Câu này mà để cho các em hiểu là cũng không dễ đâu. Để mà giảng cho các em hiểu ấy, tại vì là uh, những cái bài như này nếu mà không 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 giảng tốt thì học sinh thường thường rất là vẫn là kiểu lơ mơ ấy. Không biết là phải như thế nào. Nên câu này là câu nếu mà đứng về góc độ làm thì dễ Nhưng mà để mà giảng bài cho các em hiểu thì câu này cũng không phải dễ để giảng đâu Thầy mong là các em hiểu hết Được chưa? Bản chất là mình đi tách ra thôi Xong mình cộng vào Còn tất nhiên nếu mà các em nắm được công thức thì vẫn có công thức Nhưng mà bản chất công thức cũng suy từ cái, cái, tách này thôi Nhá. Rồi thầy tiếp tục đây Câu 3 năm Bài này, cái bài số 34 này nếu mà giờ sự đề mà dính thêm số 0 là thôi mệt đấy Đề này chỉ cần dính thêm số 0 nữa là câu chuyện nó khác hẳn Mệt hơn hẳn luôn ấy Nếu mà dính thêm số 0 Tại vì số 0 cũng lấy vai trò mấy cả các số kia Vai trò từ số 1 đến số 7 như nhau Nhưng số 0 có vai trò khác Nên các em phải cho số 0 là một phạm chủ riêng Những cái bài như này sợ nhất là dính vào số 0 thôi Còn nếu mà giả sử không dính vào số 0 Thì thậm chí các em có thể ngồi các em đẻ ra công thức tổng quát luôn Đó Rồi câu số 35 này Câu số 35 tiếp tuyến với đồ thị hàm số này tại điểm của hoành độ này là gì? Thì các em đều biết cái phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y bằng fx tại điểm của hoành độ x0 là gì? Đó là y bằng f phẩy tại x0 nhân với x trừ x0 cộng với f tại x0, đúng không? Đối với bài toán này các em tính cho thầy y phẩy tại x bởi 3 phần 2. Các em có y phẩy của chúng ta bằng gì? 1 trên ở à đâu? 2 chia cho 1 chia cho 2 cộng 4 nhân n3 đúng không? nhân với đạo hàm của hai cộng 4 là nhân với 2. Rồi, khi mà các em cho x bằng âm 3 phần 2 thì cái giá trị lại bằng bao nhiêu? Đó, âm 3 phần 2. Ờ, cái này thì thầy đang nhìn nhẩm nó sẽ bằng 2 trên n3 đúng không? Để cho các bạn dùng Casio số hơi xấu. Và y tại âm 3 phần 2 bằng gì? Bằng nô ga cơ số 3 của 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 đây, của 1 thì bằng 0 nhá. Vậy phương trình tiếp tuyến đó là y bằng y phải ra đây là 2 trên n 3 này Áp dụng công thức thôi Nhân với x chứ x không là x cộng với 3 phần 2 này Cộng với y không, y không hết rồi Y không bằng 0, cộng với 0 Đó, hay nói một cách đơn giản Là kem có thể Viết là y bằng 2 cộng 3 Chia cho nén nén 3 2x cộng 3 trên 3 Đáp án A Thế thôi Các em cứ làm bình tĩnh Từ từ là các em sẽ làm được những bài này thôi Không khó đúng không Rồi Câu tiếp theo đó là câu số 36 Đề bài yêu cầu các em tìm tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này Nói về bài toán này thì đầu tiên mình sẽ nói về ngang trước đi Ngang thì bao giờ thế chúng ta cho hai cái giới hạn x tiền đến dương vô cùng và x tiền đến âm vô cùng đúng không? Thế x tiền đến âm vô cùng thì không tồn tại, à, x tiền đến dương vô cùng không tồn tại tại vì có cái điều kiện hai chữ x x thì đấy vô cùng thì hai chữ x nó mang dấu âm thì không tồn tại cái giới, cái giới hạn này ở đây không tồn tại nhá không tồn tại cái giới hạn đấy còn x thì đến vô cùng thì các em thấy bậc của tử là một à, có thể tồn tại là một bậc của mẫu là không các em có thể đơn giản các em chia cả tử và mẫu cho x bình phương cũng được là các em thấy ngay phân thức này tiền được không như vậy từ đây mình kết luận là là sao đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang được chưa? Nó thầy viết cho các em dễ hiểu thôi chứ thực ra nếu mà đi thi thầy viết luôn số 1 đây cho dễ nhớ. Còn đương nhiên là đang dạy các bạn thì sẽ có bạn học nhanh, có bạn học chậm. Nên là thầy cố tình thầy cố tình viết như này thì bạn nào cũng có thể hiểu được. Nào bây giờ đến lượt đứng này. Đứng ấy thì các em có hai ứng cử viên, đó là x bằng 2 và x bằng -2, đúng không? Thì đầu tiên là các em có được cái tử thức. Rõ ràng là các em sẽ có hai ứng cử viên, hai ứng cử viên này đều chấp nhận được x tiền đến. Ở đây các em cho x tiền đến 2 x tiền đến âm 2 trước đi x tiền đến âm 2 dù cho nó có dự tiền đến âm 2 từ phía phải về trái thì mẫu thức đều tiền đến không còn tử thức thì sẽ tiền đến bao nhiêu tử thức tiền đến một giá trị lớn không rõ ràng đúng không đó, à, cụ thể ở đây là tiền đến 4 đó tiền đến vô cùng như vậy chắc chắn x bằng âm 2 là tiệm cận đứng rồi 100% rồi còn x mà tiền đến 2 nhá x tiền đến 2 các em có thể cho x tiền đến 2 trừ x nhỏ 2 mà 2 trừ ok thì cũng thế thôi Ờ, từ tử thức tiến hai mẫu thức tiến hay không Nên chắc chắn nó sẽ tiến đến vô cùng Nên x bằng 2 cũng tiếp tục là tiệm cận đứng nhẹ chắc chắn là sẽ có đồ thị hàm số Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng một tiệm cận ngang Tổng số đường tiệm cận ngang và đứng là bằng 3 Chọn đáp án là gì đây Đáp án D, đúng không? Nào hiểu bài comment HB thì sao nào Nào hiểu bài không cả lớp Rồi, ok nhá câu số 37 Câu tiếp theo là câu số 37 Âm 2 á À tôi chết tôi rồi Trời ơi sao mình tính kiểu gì mà ra âm 2 bằng cái này Trời Trời ơi thầy bị sai ngu rồi Không hiểu thầy tính kiểu gì mà thấy mà âm 2 vào đây lại bằng 4 Trời ơi nó là 0 trên 0 Trời đất ơi Chết 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 Đây là không trên 0 mà Đây có phải 4 không nhờ Căn của 4 này Xong rồi cộng với âm 2 Trời ơi nó là không trên 0 mà Nó dạng không trên 0 Rồi không trên 0 thì là các em làm nào Thì các em nhân đi hợp Thì các em triệt nếu mà các em làm tự luận như thế Còn nếu mà làm trắc nghiệm các em dùng cá siêu cũng được Tùy Nói chung x thì đem 2 thì không phải là nó không phải là tiệm cận đứng nhá các em nhá Tại vì các em có thể nhân đi hợp lên cũng được Nhân đi hợp lên thì các em thấy ngay được X tiền âm 2 cái này là x 2 trừ x trừ x, x bình phương chia cho mẫu thức là căn bậc 2 của 2 trừ x trừ -x. X, x này nhân với đây là x 2 nhân x cộng 2 thì các em, em triệt tiêu ngay được x cộng 2. Đúng không? Các em triệt tiêu ngay được x cộng 2 thì nó sẽ tiến đến một giá trị khác không nhá. Thì x bằng âm -2 không là tiệm cận đứng. Được chưa? Không là tiệm cận đứng thì đáp án sẽ là đáp án A. Đồng ý không? À, đấy. Đây là một cái ví dụ khác về vấn đề sai ngu, tức là ở đây chúng ta hiểu là x đến âm 2 nhưng chúng ta vội quá chúng ta tính nhầm cái này thành 4. Chả hiểu sao đấy. Đôi khi các bạn như vậy biết là mẫu thức tiền đấy không là ok rồi, nhưng tử thức không nhầm thử, nhầm thử thấy nó ra 4. Thế là sai rồi. Đó, thế là sai rồi. Thì hy vọng là các bạn sẽ không bị sai ngu như vậy nhá. Thì vừa nãy cũng là một cái ví dụ khác về sai ngu. Rồi nhá. <laughs> Câu số 37. Cho S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số M để hàm số này nghịch biến trên khoảng từ 0 đến pi trên 2. Ở đây các em thấy ngay được cái cô tan x bằng t được này. Các em có thể đặt cô tan x bằng t đúng không? Được chưa? Và các em nên đặt và các em quan tâm đến khoảng 0 đến pi trên 2. Đó. Thì các em biết là khoảng 0 đến pi trên 2 đây là trục cô tan này. Các em biết đây là trục cô tan nhá. Thì 0 đến pi trên 2 các em nhìn nhá. Nào, nó đi từ 0 này. Pi trên 2 Đấy, đi từ không không thì nó tiến đến vô cùng không không thì nó đi đến vô cùng luôn tức là nó sẽ tiến dần từ dương vô cùng quay ngược lại về 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 không bản chất là như này này khi x của chúng ta chạy trên khoảng từ 0 đến pi trên hai không lấy hai đồ mút thì cái t của chúng ta nó sẽ chạy từ đâu x bằng không thì cô ta bằng không đúng cả lớp Đây cô ta bằng 0, x bằng 0. x pi trên 2. À không, x bằng 0 đây xin bạn, 0 đây. x bằng 0 thì cô ta bằng dương vô cùng. Nó tiến đến dương vô cùng. Nó tiến đến dương vô cùng. Và x bằng pi trên 2 thì cô ta bằng cô ta bằng 0. Đó, được chưa? Và nó nghịch biến xuống đây. Như vậy nó ngược chiều biến thiên nên yêu cầu bài toán tương đương điều gì? Tương đương với là kem cần tìm m. Nó tìm m sao cho cái hàm số f(t) theo t nhá, 1/3t mũ 3 này trừ đi mt bình phương cộng m à, cộng t chứ. cộng t cộng 1 hàm số đề bài là nghịch thì nó phải là đồng biến tại vì nó ngược chiều biến thiên, đồng biến. Và đồng trên đâu? Trên khoảng đâu? Từ 0 đến dâu vô cùng nhá. Tập giá trị của t là khoảng từ 0 đến dâu vô cùng. Khi x thuộc khoảng từ 0 đến pi2 thì cái tập giá trị của t là từ khoảng từ 0 đến dâu vô cùng nhá. Rồi. Được chưa? Rồi bây giờ các em xét thử cái F' F' T của chúng ta bằng T bình phương trừ đi 2MT cộng 1 Các em cần tìm M để sao cho F' T của chúng ta lớn bằng 0 đúng với mọi T dương à, Tương đương với điều gì? T bình phương trừ đi 2MT cộng 1 lớn bằng 0 đúng với mọi T dương Tức là các em sẽ có được là T bình phương cộng 1 trên T, trên 2T luôn đi lớn bằng M, đúng với mọi T dương Tương đương với là gì? m sẽ nhỏ bằng cái giá trị nhỏ nhất của cái t bình phương cộng 1 trên 2 t trên cái khoảng từ không đến dương vô cùng và giá trị nhỏ nhất này dễ dàng nhìn ra được khoảng một tại vì m t bình phương cộng một lớn hơn 2 t nên dấu bằng sẽ là cái t bằng một vậy tương đương với m bé bằng một vậy thì s là tập hợp tất cả giá trị thực của tham số m như vậy từ đó s là tập hợp tất cả giá trị thực của tham số m đó là tập hợp từ âm vô cùng cho đến cho đến một thế thôi nhá câu hỏi gì đây s có chứa bao nhiêu số nguyên dương S có chứa bao nhiêu số nguyên dương thì S chỉ có chứa duy nhất một số nguyên dương là x bằng m bằng 1 mà thôi. Đáp án A. Được chưa? Đáp án A nhé. Nghe này, nghe này. Biết rằng tổng S thì bằng log cơ số 5 của 1 trừ đi 1 phần 2. Ok, thì rõ ràng cái S của chúng ta bằng gì? S bằng log cơ số 5 loga chung nhé. Của ở đây đương nhiên nó là gì đây? 1 trừ đi 1 trên 2 bình. Nhân với 1 trừ đi 1 trên 3 bình nhân chấm chấm nhân với 1 trừ đi 1 trên 2020 bình phương. Đó, được chưa? Thì bây giờ rõ ràng là bài này là bài toán mà yêu cầu các em rút gọn cái biểu thức này. Thì các em biết là 1 trừ đi 1 trên n bình phương ấy thì bằng n bình phương trừ 1 trên n bình phương. Cái này nó chính là n trừ 1 nhân với n cộng 1 chia cho n bình phương. Các em có thể viết nó là n, n trừ 1 trên n này nhân với n cộng 1 chia cho n. Được chưa? Rồi, vậy thì với cái điều này thì các em có S bằng loga cơ số 5 của cái này nó chính là gì đây? N bằng 2 thì nó là 1 phần 2 nhân với 3 phần 2. 1 phần 2 nhân với 3 phần 2. Cái này nó là uh, 2 phần 3 nhân 4 phần 3. Được chưa? Nhân chấm chấm nhân với cái này là 2019 trên 2020. Xong nhân với 2021. Ai, 2021 chia cho 2020. Đó. Ổn không nhỉ? Ổn không? Đây là 20 này. Rồi, Thế thì cái giá trị này bằng gì cả lớp? Cái giá trị bằng noga cơ số 5 của Ở đây nếu mà các em muốn viết nó đơn giản nhé Thì các em viết 1 phần 2 này Nhân 2 phần 3 này Nhân 3 phần 4 này Nhân chấm chấm Nhân tới 2019 Chia 2020 Xong các em tiếp tục kem nhân với 3 phần 2 Nhân 4 phần 3 Nhân chấm chấm nhân với 2021 Trên 2020 Các em viết như này thì các em dễ Dễ làm hơn Đó Thì các em sẽ Chém hoa quả này Chém hoa quả này Chém hoa quả này Chém chém cứ cái đầu cái Đầu cái này chém đít bên, bên này được chưa? Thì khi đó cả thế giới sẽ sụp đổ chỉ còn lại anh và em. Thì cái này là 1 chia 2020. Cái này các em cũng chém hoa quả. Cái đầu cái này thì lại chém đít cái này. Được chưa? Cái này chém đít cái này. Thì cả thế giới sẽ sụp đổ chỉ còn lại anh và em. Như vậy về cơ bản là các em giữ lại cái 1 trên 2020. Đó. Đây nhá. Các em chém 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 hết đi thì còn lại là 1 trên 2020. Cái này các em cũng chém 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 thì chém bên này đi. chém bên này. Cứ chém như vậy thì cái này nó còn lại là 2021 trên 2, à, trên 2 nhá. Vậy giá trị bằng gì đấy? Bằng Noga cơ số 5 của gì đấy? Nào nó là 1 trên 2020 nhân với ở đây nó là 2021 chia cho 2. Đúng không? Đấy, thì cái giá trị này nó bằng Noga cơ số 5 của 2021 chia cho 4040. Vậy thì các em tính lại 2A B ngay lập tức. Các em tính 2A trừ B nhá. Vậy cái giá trị A của chúng ta bằng 2021 B của chúng ta sẽ bằng 4040, nên ta tính được 2a b sẽ bằng dương 2. 2a b bằng dương 2 các em chọn đáp án A xong. Bài toán đã giải quyết. Những bài này thì bây giờ 2K7 có thể làm được đấy. Các bạn biết 2K7 là chương trình mới của 2K7 ý, là học về số phức đúng không? Học về À quên thầy nói nhầm, học về logarit sớm rồi. Dạ. Nên các bạn 2K7 bây giờ có đủ khả năng để làm được rồi Đặc biệt các bạn đăng ký khóa 2K7 của thầy Thì thầy đã dạy các bạn về logarit rồi Đó Thì các bạn 2K7 bây giờ có thể làm được rồi Câu này Câu này thì không hề khó Nào câu số 39 Câu 39 cũng là câu mà 2K7 cũng làm ngon ảnh Đề này nó thiên về để đánh giá năng lực Đánh giá năng lực của học sinh ấy Hơn là cái đề thi tốt nghiệp Đề thi tốt nghiệp là không có nhiều cái kiến thức lớp 11 như thế này Đề này nó thiên về đánh giá năng lực nhiều hơn Thầy đọc đề nhá Câu 39 này Nghe này Kỹ sư A làm việc cho công ty X Với mức lương khởi điểm là 10 triệu đồng trên tháng Wow Rồi Lương này thì sống Hà Nội là hơi chật vật đây Nhưng mà 10 triệu cũng là mức trung bình rồi ừ, à, Sau mỗi năm Tiền lương hàng tháng đều tăng thêm là 8% So với mức lương năm trước đó Thì các em hiểu như này này À, Bây giờ nhân lương của ông này nó là 10 triệu đồng trên tháng thì Sau một năm Tức là sau 10, 12 tháng đầu tiên thì vẫn là 10 triệu nhá Thì sau năm đầu tiên thì cái lương này sẽ là bao nhiêu cả lớp 8% thì tức là lương nó sẽ biến thành 10 nhân với 8% tức là lượng tăng lên cộng ban đầu nó là 1 cộng với 8%. Là sau 10 sau năm đầu tiên, sau năm tiếp theo ấy thì tăng tiếp 8% của con số này của năm trước đó, nghĩa là 10 nhân với 1 cộng 8% mũ mũ 2 cứ như vậy cho đến sau đúng 5 năm thì tổng số tiền lương mà ông này ông nhận được là bao nhiêu? Được chưa? Tổng số tiền lương ông này ông nhận được là bao nhiêu? Được chưa? Rồi, thì bây giờ thầy sẽ làm như thế này. Thầy xét cái U1 là nương của tháng đầu tiên. Nương tháng của năm thứ nhất. U, U N là lương tháng của năm thứ N Lương tháng Của Năm thứ N nhá. Thì rõ ràng cái dãy số U N là một cấp số nhân Có Số hạng đầu là tháng đầu là 10 U1 bằng 10, đơn vị mình sẽ xét là triệu đồng nhá Triệu đồng nhá Được chưa Cái bài trên này Các bạn comment, các bạn comment, các bạn suy nghĩ trước khi comment nhá. Nằm thầy phải dừng lại để xem cái comment của em. Rồi, và thứ hai nữa là gì đấy? Và thứ hai nữa là gì? Đó là công bội quy, đây là cấp số nhân công bội quy là bao nhiêu? 1 cộng 18%. Cứ tháng sau năm sau, tháng của năm sau thì hơn tháng của năm trước là 1 cộng 8% 1,08 quy không 1,08. để chưa? Tổng tiền lương kỹ sư nhận được sau đúng 5 năm thì 1 năm có 12 tháng, rồi tổng tiền lương mà ông này ông nhận được sau đúng 5 năm Thì nó chính là 12 lần U1 là tổng tiền lương nhận được của năm thứ nhất Cộng với 12 lần U2 Cộng với 12 lần U5 Nó chính là 12 nhân với U1 cộng U2 cộng chấm chấm cộng với U, U5 Vậy đây chính là 12 nhân với S5 là tổng của năm số đầu tiên của cấp số cấp số nhân nhá đó. Nếu bạn nào học công thức rồi thì tốt Còn ở đây đa số là quên công thức thì thầy sẽ nói luôn công thức này Xin lỗi các bạn nhé xin lỗi các bạn là thầy đã nói là đa số quên công thức nhưng biết đâu đấy là một thực tế à, quy bình phương này cộng với cộng với u một quy mũ 4 đúng không bằng 12 nhân với u 1 nhân một cộng quy cộng với quy bình thầy hỏi đây khi mà thầy nói với với các bạn học sinh lớp 12 hai k sáu ấy là đa số các em quên công thức gì rồi thì các em có thấy đấy là một cái sự xúc phạm không thầy nghĩ là nó đúng đấy nó đúng đấy nó đúng là như vậy đấy đáp án của chúng ta sẽ là gì đây 10 này nhân 1 trừ đi 1,08 mũ 5. 1 trừ 1,08. Rồi, casio ta. Các bạn có coi đấy là các em có cảm thấy là việc đấy là công thức này là, quên công thức này có phải là một cái điều bất ngờ gì không hay là một điều bình thường? Bình thường đúng không? .08 mũ 5. 1 1.08. Rồi, 703 triệu. 992.000 Có đáp án không? 703992 À đây rồi à, Đây mình đang làm tròn nhé, nhé. Rồi Câu số 40 Cho hình năng trụ đứng ABC A phải B phải, C phải có đáy là tam giác vuông cân tại A Có góc giữa AC phải và mặt phẳng đáy bằng Bằng Đấy nhá. Thì khi mà các em gặp một cái bài toán như vậy. Đây, Được chưa? Đây các bạn có được cái hình năng trụ này. Nào, A, B, C này. A, B, C, kem từ từ đã tính phải nhá. Đấy là vuông cân tại A này, vuông cân tại A. Mà góc giữa A, phẩy C và mặt phẳng A, B, C 45 độ. Vậy tốt nhất mình để A, ở đây này. Thì nó dễ nhìn hơn đấy. A, phẩy đây thì nó dễ nhìn hơn. Lúc đấy góc là A, phẩy C nó là góc giữa và mặt phẳng A, B, C góc nào? nào cái góc giữa a phải c thì em thấy hình chiếu vuông góc của a phải xuống mặt phẳng abc là điểm a nên góc giữa a phải c và ABC nó chính là góc này này và đề bài cho góc này bằng 45 độ tuyệt vời và chúng ta còn có a phải bằng 4 thế thì còn nói gì nữa còn nói gì nữa cái này cũng bằng 4 mất rồi đúng không lại còn vuông cân tại a nữa ôi rồi bài này thì mọi thứ đã chấm dứt đúng không kết thúc cuộc tình nào gọi M là trung điểm của c, c phải à bình tĩnh M là trung điểm của c phải có gì đặc biệt nào tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng gì đấy A phẩy BC là gì A phẩy BC rồi các em sẽ quy đổi ra khoảng cách từ điểm A tại vì A phẩy BC thì các em bao giờ cũng phải nhìn vào cái chân đường vuông góc là các em quy đổi ra điểm A chứ không ai người ta để im khoảng cách từ M cả được chưa rồi vì M là trung điểm này M A cắt mặt phẳng A phẩy BC tại một cái điểm nằm trên A phẩy C tôi cắt A C tại điểm I đây thì đương nhiên chúng ta sẽ có công thức tính khoảng cách như sau cái khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng A phẩy BC nó sẽ là MI trên AI Nhân với khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng A BC. Thế BC nó làm rất cẩn thận ở đây nhé các em nhé Được chưa Rồi thì MI trên AI bằng mấy MI trên AI thì là MC trên A phẩy Theo định lý tan MC A phải bằng 1 phần 2 tại m là trung điểm à Nhân với khoảng cách từ điểm A Nhân D Bằng 1 phần 2 D Trong đó D là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng A phẩy BC Thế các bạn nhìn thấy ngay là tứ diện A phẩy AB phẩy à, Tứ diện này các em nhìn thấy ngay là A A phẩy B C nó vuông tại đâu Vuông tại A Đúng cả lớp nhá Vậy mình sẽ có công thức là 1 trên D bình phương Bằng 1 trên A A phẩy bình Cộng 1 trên A B bình Cộng 1 trên A C bình 1 trên 4 bình nó là 3 trên 4 bình phương Ta suy ra D của chúng ta sẽ bằng 4 trên căn 3 Quá là dễ rồi D bằng 4 trên căn 3 Có D rồi thì ngay lập tức em suy ra khoảng cách từ điểm M Đến mặt phẳng A phẩy A B C Đáp án của bài toán là gì nó bằng đây gì đây 1 phần 2 nhân với 4 trên căn căn 3 thì bằng 2 căn 3 chia 2 căn 3 trên 3 các em phải chọn được phương án A nào các em có ngửi mùi gì không mùi hàn đặc trưng rõ ràng đúng không những cái bài toán như này thì nhìn phát là các em hiểu được cái tư duy là thường thường nó đưa về hàm đặc trưng có một cái nhận xét nhỏ nhỏ là như này nhá đó là 2x bình phương cộng với 2y bình phương trừ x thôi rồi thôi rồi thầy từ từ nhận xét nhỏ nhỏ như này các em để ý, nếu mà các em coi cái này là A này Và coi cái này là B này Và cái này các em để ý này Thôi được rồi, thì viết từ từ ra để các bạn dễ hiểu này Ok Noga cơ số 5 tại vì có nhiều bạn thấy bài này dễ Có nhiều bạn lại thấy bài này khó Nên thôi cứ viết từ từ ra Được chưa? Nó sẽ cộng với đây là 7 gì? X bình cộng Y bình mười 14 là trừ đi 2Y đúng không? trừ đi 3 bé bằng 0. Các bạn thấy ngay được là nếu như mà mình 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 mình, mình đặt cái bên trên tử là a, cái dưới mẫu là b thì các em có một số điều như này. Được rồi. Để lấy nguyên cái này thôi. Đấy nhá. Các em để ý đây. Nếu mà mình coi cái này là a này các em để ý này. Mình đặt này là a này. Cái này là b này. Thì cái quan sát của chúng ta sẽ đập vào mắt chúng ta ngay được cái giá trị này nó chính là Chính là gì đấy? Chính là A trừ B Đúng không? Và từ đó mình sẽ có được cả loga cơ số 5 của A phần B Cộng với 7 lần A trừ 7B Nhỏ bằng 0 Và còn một điều nữa mà các em phát hiện ra được là Cả A và B đều dương A dương, B dương vì sao? nó no, x bình phương cộng y bình phương trừ y cộng 5 thì x bình phương trừ y cộng 5 đương nhiên dương nên cộng thêm y bình phương đương nhiên dương. A dương vì 2 bình phương trừ y cộng 1 dương và 2 bình phương trừ 2y cộng 1 cũng dương. Nên tóm lại là cả A và B đều dương với mọi x y thuộc R luôn. Nên bài này không có bất kỳ một cái điều kiện nào cả. Nhá, tất cả các giá trị x y thuộc R đều làm cho nó dương nhá. Được chưa? Thì cái này tương đương điều gì? Noga cơ số 5 của A này trừ đi noga cơ số 5 của B này cộng với 7A trừ đi 7B nó sẽ bé bằng 0. Vậy các em sẽ có được cái loga cơ số 5 của A cộng với 7A. Nó bé bằng loga cơ số 5 của B cộng với 7B. Được chưa? Thì ngay lập tức các em sẽ có được là hàm đặc trưng A bé bằng B. Các em không cần điều kiện A dương nhá. Đương nhiên A phải dương tại vì 2x bình phương trừ x cộng 1 dương và 2 bình phương trừ 2y cộng 1 cũng mang dấu dương luôn nhá. Được chưa? Ok, A bé bằng B. Uh, A bé bằng B tức là A trừ B bé bằng 0. A B mình tận dụng sẵn cái này này a trừ b chính là cái này này vậy thì các em sẽ có được tương đương điều gì nhỉ tương đương với là sang một trang mới đi cái này là cái 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 mới vậy thì x y là các số thực thỏa mãn là x bình cộng y bình trừ đi 2 x trừ đi y bé bằng không ở đây thầy phải nhắc lại muốn lưu ý này dễ thấy là a lớn hơn 0 và b lớn hơn không với mọi xy y thuộc r cái này không hẳn là lưu ý mà là dễ thấy nhá cái này là dễ thấy đề bài mà cho ấy mà b không phải lớn không mọi y thuộc r ấy thì cái đoạn a ấy không phải lớn không mọi y thuộc r ấy thì chỗ này các em phải tìm thêm để điều kiện a dương nhưng vì là a chắc chắn sẽ lớn không với mọi x y thuộc r rồi tại vì là hai x bình phương trừ x cộng một dương và hai bình phương trừ hai y cộng một dương thì nói lại một lần nữa nên tại sao mà chúng ta không xét cái điều kiện a dương ở đây tại vì đương nhiên nó luôn dương rồi nhá thì bây giờ các em chỉ cần tìm tất cả cặp x y thỏa mãn điều kiện này mà thôi đây là trừ trừ đi hai y trừ ba chứ thầy viết nhầm trừ đi hai y trừ đi 3 nó âm nó, nó bén bằng 0, bằng 0 được ok Tới đây thì các em có nhiều cách Nhưng mà có một cách mà thầy khuyến khuyến khích bạn làm ấy Là các em đưa về hệ, hệ tọa độ Đếm số tọa điểm tọa độ nguyên X bình cộng với Y trừ 1 tất cả bình phương Nhón bằng 4 Được chưa Rồi bây giờ các em xét một hệ trục tọa độ O X, Y Nhá nào, các em xét một hệ trục tọa độ o. tốt nhất là các em viết trên giấy kẻ ly nếu không có thì các em tự kẻ ly cũng được. Đó, và các em vẽ cho thầy cái đường tròn tâm có tọa độ là 0, 1 Tức là đường tròn có phương trình là x bình cộng y chứ 1 bình phương bằng 4 này Đường tròn này này Có phương trình là x bình cộng y bình nó đi tâm đây Và bán kính R bằng mấy? R bằng 2 Đó, Đường tròn tâm là tâm có tọa độ 0, 1 bán kính R bằng 2 Bán kính R bằng 2 đúng không? Đó. Thế thì nó sẽ đi qua điểm bao nhiêu điểm của tọa động nguyên đây? Nó sẽ đi qua bao nhiêu điểm của tọa độ nguyên các lớp? Đó, các bạn nhìn nhá. Sao thầy vẽ rất xấu đấy nhỉ? Tôi vẽ tay có khi đẹp hơn. Tôi có khi vẽ tay đẹp hơn. Vẽ tay đẹp hơn nhá. Cái đường tròn đây, các bạn nhìn này. Đường tròn tâm của tôi đây là tâm này, bằng cái R bằng 2 này. 2 này hai này hai này đó thì các em vẽ đường tròn nhá vẽ tay đẹp hơn thì các em sẽ quan tâm xem tập hợp tất cả các điểm M nghe này tập hợp tất cả các điểm M mà nó thỏa mãn là x bình trừ cộng với y trừ một bình phương bé bằng 4 nó sẽ là các điểm nằm trong và nằm trên cái đường tròn này nằm bên trong và nằm bên trên đường tròn này hay nói một cách đơn giản là nó thuộc cái hình tròn đây là phương trình của một đường. đây là bất phương trình này nó thể hiện một cái hình tròn cái hình tròn nhé các em nhé cái bất phương trình này nó thể hiện cái hình tròn hình tròn của chúng ta là hình tròn tâm có tọa độ là một hai bán kính r bằng r bằng 2. tâm có độ không một bán kính r bằng hai đây là hình tròn là những điểm nằm trong và là những điểm nằm trên và người ta hỏi các em là có bao nhiêu cặp số nguyên xy như vậy các em tìm trong cái hình tròn này những điểm có tọa độ nguyên thì những điểm có tọa độ nguyên gồm có điểm này này được chưa Đó. đến lượt uh, tiếp theo là điểm này điểm này điểm này ba điểm này, 3 điểm này. Điểm này, điểm này điểm này điểm này điểm này điểm này 5 điểm này. điểm này điểm này điểm này điểm này 7 điểm này điểm này đó bao nhiêu điểm đây cả lớp đếm cho thầy xem bao nhiêu điểm đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 cộng với 4 là 13 điểm vậy tất cả 13 điểm và đây các biện luận cũng được nhưng biện luận nó <laughs> uh -huh. sẽ lâu hơn nhá đó cho hành năng trụ tam giác đều ABC A phẩy B C có góc giữa hai mặt phẳng A phẩy BC và mặt phẳng ABC thì bằng bằng 60 độ đây năng trụ tăng rất đều là năng trụ đứng của đáy là rất đều đúng không? Đây năng trụ đứng này. Đấy ta bắt đều này các em. Đó, để bài cho góc giữa hai mặt phẳng ABC và A'BC phẩy BC bằng 60 độ. Đây. Đây năng trụ tăng rất đều nhá. À, thế thì những bài như này ý, thì thầy hay có thói quen là thầy lấy cái điểm A là điểm này này thì nó dễ nhìn. Lúc đấy thì các em sẽ thấy là nó cái góc nó nhìn nó rất là dễ. A là điểm này này, BC này và ABC các em nhìn thấy hai góc hai mặt phẳng các em nhìn thấy hai mặt phẳng mặt phẳng này này mặt, mặt đáy này nhìn nó rất dễ nhìn đúng không và đây là năng trụ tam giác đều nên ở đây các em tạo ra cái đường vuông chung nó rất dễ nhá thì cái góc đấy chính là góc A phẩy M A Đó, thì gọi M là trung điểm của BC thì các em tức cái góc đấy các em xác định ngay đây năng trụ tam giác đều mà thì góc này chính là góc 60 độ được chưa? Điểm M trên cạnh A phải ok. Biết rằng AB thì bằng 2 căn 3, mình chuẩn hóa a một cho đỡ dễ tính nhá. Thì AB bằng 2 căn 3 thì cái giá trị này bằng hai căn A căn 3. Đó. Thì đề bài yêu cầu các em tính thể tích khối đa diện là MBC 7 B phẩy. Thì các bạn thấy rằng như này này, các em có được ngay AM. AM của chúng ta sẽ bằng căn 3 trên 2 nhân với AB sẽ bằng căn 3 trên 2 nhân với 2 căn 3 thì bằng bằng 3. Được chưa? AM bằng 3 thì từ đó ta suy ra A phẩy nó bằng AM nhân với tan ở 60 độ. Nó bằng 3 nhân với căn căn 3. Do đó các em có được ngay cái thể tích của khối tứ diện A phẩy B phẩy C phẩy à, Thể tích khối năng trụ thì xin lỗi các bạn Thể tích của năng trụ Là các em biết là diện tích đáy nhân chiều cao Đúng không? Diện tích đáy của chúng ta sẽ là căn 3 trên 4 nhân AB bình phương AB bình phương là 4 nhân với 3 là 12 Nhân với chiều cao A phải là 3 căn 3 Rồi, con số này là bằng bằng 9 nhân với cả 3 Ồ, oh, 27 à? 27. thể tích năng trụ 7 27 bây giờ để bài cho M là một điểm bất kỳ nằm trên cạnh a M đây chẳng điều nào cũng được thể tích khối đa diện MBC c, b, c là gì nào kem chưa có b phẩy c phẩy b phẩy C phẩy đây thì rõ ràng là thể tích của M này BC phẩy b phẩy c, c, thì khoảng cách từ điểm M đó bằng khoái thì a phẩy tại vì ma phẩy nó song song với mặt phẳng BC phẩy b phẩy c, c, thì nó chính là khoảng nó chính là thể tích của a phẩy BC phẩy b phẩy c, c, và kem đã học rồi, thể tích của A phẩy BC C, C phải, A phẩy nó chính là 2 phần 3 thể tích năng trụ. Tại vì thể tích của A phẩy ABC bằng 1 phần 3 thể tích năng trụ mà. Đúng không? Thì phần bù nó là 2 phần 3. Mà 2 phần 3 V năng trụ. Nó chính là 2 phần 3 nhân với 27. Thì bằng bao nhiêu? Bằng 10, 18. Đáp án của chúng ta sẽ là 18 A mũ 3. Chọn C. Nha. Được chưa? 18 A mũ 3 chọn C. Đồng ý không? À điểm mơ đây chung với điểm mơ đề bài nhỉ. Ừ, cảm ơn một bạn vừa comment ấy. Ừ. Đúng rồi. Thôi không sao. Các em có thể ý nếu mà các em trình bày tự luận anh em sửa cái điểm này thành điểm N cũng được nhá. Đó, tại vì cái điểm mơ đây nó chung với điểm mơ đề bài. Nếu bạn comment chuẩn rồi, em comment thế là chuẩn rồi. Đó. Cảm ơn ừ. em nhá. Còn nếu mà em sửa lại đây là N thì nó 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 nó, nó. các em sẽ dễ hiểu hơn tại vì các em sẽ nhầm với điểm mơ bài. Rồi, tiếp theo nhá. Tiếp theo. Nào câu 43. Nào các em nghe nhé. Ừ. Câu 43 này nghe này. Hàm số bậc 3 y bằng x của đồ thị đường cong hình vẽ bên dưới hình vẽ này này. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình này là gì? Để bài hỏi các em là số nghiệm thực phân biệt của phương trình này. Thì phương trình tương đương với f của x mũ 6 trừ đi fx bằng 5 thì các em vẽ đường y bằng 5 ra. Đúng không? Đây vẽ đường y bằng 5 ra. Các em quan sát này đây là đường thẳng y bằng 5. Được chưa? Các em vẽ đường y bằng 5 ra cho thầy nào. Đó thì rõ ràng là chúng ta sẽ có bao nhiêu nghiệm đấy? cái phương trình fx bằng 5 sẽ có ba nghiệm là x bằng uh, thầy gọi đây là a đi x bằng b đi hai giá trị ab âm và x bằng không nhá nhận xét này rõ ràng là fx bằng 5 thì các em chỉ có ba nghiệm thôi x bằng a x bằng b và x bằng không trong đó ở đây chắc chắn là a sẽ nhỏ b nhỏ không rồi theo hình vẽ từ đó ta suy ra được điều gì suy ra cái phương trình đề bài nó sẽ tương đương điều gì đó là x mũ 6 nhân fx bằng a, x mũ 6 nhân fx bằng b và x mũ 6 nhân fx bằng 0. Nên số nghiệm phân thực phân biệt của phương trình này nó chính là tổng các nghiệm, tổng số nghiệm của ba cái phương trình riêng lẻ, phương trình này, phương trình này, phương trình này. Xong các em tính tổng các nghiệm, tổng tất cả các nghiệm. À không xin các bạn, tổng số nghiệm của ba phương trình này là ra số nghiệm nhá các em lưu ý là các cái nghiệm phương trình này là không thể trùng nhau à, phương trình trên và phương trình dưới không thể trùng nhau tại a khác b mà ví dụ x không là không thể có là thỏa mãn x không mũ sáu nhân fx x không bằng a mà x thì thay vào đây cũng thỏa mãn được tại vì a b c a b không khác nhau thì làm sao mà nó trùng nhau được nên các em chỉ cần tính tổng tất cả nghiệm của các phương trình này là xong nhá rồi bây giờ các em xét lần lượt này các em xét cho thầy cái phương trình dễ nhất là x mũ sáu nhân Fx x bằng không thì các em đương nhiên tương đương với x bằng không hoặc fx bằng 0. fx bằng 0 có một nghiệm thôi. Nên tổng cộng lại phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Phương trình đầu tiên có hai nghiệm nhá, cái số này là hai nghiệm này. Tiếp tục xét tiếp cho thầy cái phương trình đó là x mũ 6 nhân fx bằng bằng a. Thì đương nhiên x bằng 0 không phải là nghiệm nên em chia tất cả cho x mũ 6 thì tương đương với fx của chúng ta sẽ bằng a trên x mũ 6. A là một số âm nên cái thằng này sẽ âm với mọi x thuộc uh, R chứ không Và các em khảo sát là cái hàm số này ra Thì khi mà các em khảo sát hàm số này ra Các em sẽ thấy được như sau Các em sẽ thấy được như sau Hàm số A trên mũ 6 Nó sẽ Nó sẽ là một hàm số Mà nó nhận đường Khi mà x tiến đến không nhé Khi x tiến đến không Thì cái giá trị này tiến đến âm vô cùng Đúng không? Giá trị là tiến đến âm vô cùng Khi x tiến đến vô cùng thì giá trị là tiến đến không nên nó sẽ có hai đường tiệm cận đó là trục hoành và trục tung ngoài ra thì đồ thị hàm số sẽ đồng biến trong khoảng từ âm từ không đến dương vô cùng và nghịch biến ở khoảng thứ âm vô cùng đến không nên phần đồ thị hàm số nó sẽ chính là phần này y bằng a trên x mũ 6 nó chính là phần đồ thị như này được chưa bây giờ các em cho tương giao với cả cái đồ thị hàm số x thì đồ thị hàm số x nó sẽ từ cái phần bên dưới trục hoành ấy nó chỉ có lấy mỗi cái nhánh bé bé ở chỗ này này đi xuống mà thôi đi xuống mà thôi đây là x còn phần bên trên thì mà kệ đó phần bên trên như nào mà kệ đó không quan trọng đó thì nó chỉ có một giao điểm duy nhất chắc chắn rồi nó dù gõ điểm nào thì nó cũng chỉ có một giao điểm duy nhất thôi còn phần bên trên thì mà kệ đó nhá phần bên trên thì nó như nào mà kệ đó tại vì không bao giờ chạm vào phần bên trên được nhá thì dựa vào đồ thị thì các em thấy là phương trình này có có một nghiệm thì tương tự như thế nhá tương tự cái phương trình x mũ sáu nhân fX bằng b thì ab đều âm cũng có một nghiệm Vậy các em nhìn này, cái này có một nghiệm này, cái này một nghiệm, cái này hai nghiệm vậy tổng cộng là mấy? Tổng cộng là bốn nghiệm tất cả. 1 1 2 tổng tổng tất cả là bốn nghiệm nhá. Bốn nghiệm các em chọn đáp án D. Ok. Nào các bạn hiểu bài không nhỉ? Hiểu bài không? nó chỉ thế thôi mà. Nhá. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu số 44. Bây giờ chúng ta có bài toán số 44 như này. Nó mình quan sát câu số 44 như sau. Nào, lớp quan sát câu 11 nhé. Lớp quan sát câu 44 này. Một cốc thủy tinh hình nón có chiều cao thì bằng 35cm. Chiều cao biết rồi. Người ta đổ vào cốc thủy tinh một lượng nước sao cho chiều cao của lượng nước trong cốc thì bằng 3 phần 4 chiều cao của cốc thủy tinh. Đó, thì đây này. Cái giá trị này nó chính là 3 phần 4 chiều cao của cốc thủy tinh. Giả sử chiều cao ban đầu của cốc thủy tinh là H thì đây chính là 3 phần 4 nhấn... H chiều cao ban chiều cao giả sử chiều cao cốc thủy tinh là H nhé H bằng bao nhiêu H ở đây nó bằng 35 cm được chưa thì chiều cao của lượng nước ban đầu thì bằng 3 phần tư H sau đó người ta bịt kín miệng cốc rồi lật úp cốc xuống như hình vẽ thì chiều cao của nước trong cốc thì bằng bao nhiêu thì trước khi đến với bài này các em cần phải nắm được một cái không hẳn nó là bộ đề đâu thế nhưng mà nó là một cái mà các em cần phải lưu ý khi các em có một hình nón như này được chưa? khi kem có mình nón này, đây là trục này, kem cắt bởi mặt phẳng qua trục thì kem thu được một cái hình, để cắt bởi mặt phẳng qua trục nhá, mặt phẳng P cắt qua trục của hình nón, được chưa? rồi, đó, à, thì các bạn sẽ có được cái tỷ lệ thể tích của cái khối nón rời ra bên trên, giả sử cái chiều cao này là h phẩy nhá, và giả sử cái chiều cao này là h đi, được chưa? thì ta sẽ có được cái thể tích của nón V của nón bên trên Nón bị cắt ra ấy Nón một Trên V nón ban đầu V nón ban đầu Còn V nón này gọi là V V nón phẩy nhá V nón phẩy đi Thầy gọi là V nón phẩy Tức là cái phần nón này này Cái phần nón cắt ra này Chia cho thể tích của nón ban đầu Thì bao giờ cũng thế Nó bằng H phẩy trên H Tất cả mũ Mũ 3 Các em tự chứng minh được công thức này tự chứng minh được rất dễ thôi các em. Tại vì bản chất của chúng ta ấy là khi mà các em xét hai cái tỷ số của bán kính thì r phẩy trên r bằng h phải trên h ở đây là vì sao ở đây là vì là r phẩy trên r nó sẽ bằng h phải trên h theo định lý toán nét nên khi em chia r phải bình trên r bình thì nó bằng h phải trên h thế thôi đúng không thì bản chất nó là như vậy thôi nhé và với những kiến thức mà mình vừa thu được thì đây chúng ta có thể gọi nó là một bổ đề nhỏ nhỏ lưu ý hoặc là một cái lưu ý nhỏ nhỏ thôi cũng được đây là một cái lưu ý quan trọng nhưng nó là cái lưu ý quan trọng nhưng mà nó cũng mình gọi nó là cái nho nhỏ thôi nó không phải là cái gì đó nó khủng khiếp ở đây cả nó mình gọi nó là một cái lưu ý mà các em cần phải uh, rút ra rút kinh nghiệm ra thì với cái lưu ý này thì mình áp dụng vào bài toán thì đầu tiên mình sẽ để ý đến cái thể thích tích của nước nó là bản chất thể tích của phần nước này nó chính là một cái khối lón có chiều cao 3 phần tư h đây h đây thì áp dụng vào đây nhá áp dụng mình sẽ có ngay V nước chia cho ở trên hình 1 nhá. Đây là mình sẽ gọi là hình 1 nhá. Trên v nón nó sẽ bằng 3/4h chia tỉ số hai cái chiều cao là 3/4 nên nó chỉ là 3/4 tất cả mũ 3 thì cái này bằng 27/64. Thì khi mà các em xem hình 1 nó là như vậy. Thì khi mà các em quay cái hình 1 xuống khi mà các em quay xuống ấy thì cái lượng nước nó không bị rơi đi Nên kể cả sang hình này Thì cái lượng nước thể tích nước mà chia thể tích nón thì vẫn thế Bằng 27 phần 64 Nó không bị thay đổi Đúng không? Đó khi mà sang hình này vẫn thế Nên cái thể tích của phần không gian bên trong Phần 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 nơ lửng này này Cái phần không có gì này Gọi là thể tích của phần không nhá Phần không khí bên trong Từ đó ta sẽ thể tích của không khí Thì gọi là không khí trong Tức là thể tích của phần không khí bên trong bên trong cái 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 cốc thủy tinh này này chia cho thể tích của cái cốc thủy tinh. Được chưa? Thì nó là 1 trừ đi 27/64. Và cái giá trị này bằng bao nhiêu? 64 trừ đi 27 nhận được không nhỉ? Bằng 37 y sao nhỉ? 37 đúng không? 37/64. Được chưa? Và về cơ bản là thể tích của phần không khí này chia thể tích của nó này. Đó, nó chính là thể tích của cái tiếp tục kem áp dụng cái điều này một lần nữa thì cái này, này thì gọi nó là nó là x đi nhá thì gọi cái này là sẽ là đề bài hỏi cái gì đây chiều cao của nước trong cốc thì bằng bao nhiêu ok thì mình sẽ gọi cái này nó là x đi nhá ok thì từ đây cái giá trị này này thì bao giờ cũng thế nó chính là bằng gì x trên h tất cả mũ ba mình đã áp dụng tiếp tục cái kia x trên h tất cả mũ ba thì từ đó mình sẽ có được x trên h Nó bằng căn bậc 3 của 37 phần 4 Cái đề bài yêu cầu các em là tính cái này cơ ừ, Tính phần dưới nhá Tức là tính h chữ x nhá. Đây các em có được x của chúng ta sẽ bằng Căn 37 Căn bậc 3 của 37 này Phần 4 này nhân h Vậy thì h chữ x bằng gì Nào. <laughs> đáp án bài toán này là gì? Để bài cho h bằng bao nhiêu? h bằng 35. À? Đáp án là 1 trừ đi căn bậc 3 của 37 phần 4 nhân với 35. Casio ra thầy bằng bao nhiêu. Nào, ok. 1 trừ đi phân thức này. căn bậc 3 của 37 chia cho 4 nhân với 35. Rồi đáp án là 5, xấp xỉ 5,84 nhá 5,84 là con số 5,84 đây rồi D <laughs> Rồi Chúng ta có bài toán như sau Cả lớp nghe này Mô hình của một ngôi nhà được cắt ra và trải trên một mặt phẳng Thành một lưới đa giác như hình vẽ Các em quan sát chúng ta có một cái lưới đa giác như thế này Khi mà các em trải phẳng ra Tính thể tích của mô hình Được chưa Thì cái thể tích của mô hình các em sẽ cố gắng tính thông qua việc là chúng ta sẽ Rồi, thầy sẽ vẽ nốt này thì bên dưới nó sẽ là một hình hộp chữ nhật ngôi nhà mà và bên trên nó là một hình năng trụ tam giác thì thể tích mô hình các em tính thông qua thể tích của v 1 là thể tích năng trụ tam giác và thể tích của v 2 v 2 là thể tích của khối hộp chữ nhật v hai thể tích khối hộp chữ nhật thì bây giờ các em tính lần lượt v 1 và v 2 đối với v 1 thì các em tính diện tích của cái tam giác này chính là diện tích đáy nhân với chiều cao là khoảng cách từ đây đến đây đúng không? Thì các em nhìn này, diện tích đáy thì chính là diện tích của tam giác này. Diện tích này này. Nào xét diện tích đáy nó chính là diện tích tam này. Đúng không? Đây đây, khi các em mở ra này thì đây chính là diện tích đáy này. Đó, diện tích này. Đó, được chưa? Cái này khi mà các em mở ra thì nó chính là cái này. Rồi, thế đây là 3 này, đây là 5 này, đây là 3 này, như vậy đây là mấy? Đây là 2. Tam giác này có chiều cao là 2. Chiều cao là 2. Đúng không? Đây là 5 trừ đi đây là 3 này, các em nhìn này. Cái này là 5 này, cái này là 3 này thì trừ đi khoảng hết là 2. Và cái này bằng 3 thì đây là 3, đúng không? Như vậy thì cái diện tích đáy, diện tích của phần gạch chéo, diện tích S1 này thì nó bằng 3 x 2. Đối với xét tính V1 nhá, ta tính V1 trước này. Diện tích đáy của chúng ta nó bằng 1/2 nhân với đáy là bằng 3 này. Chiều cao là 2 này. bằng 3. Rồi, cái này đoạn này bằng bao nhiêu? này nhiều đoạn này nó chính là cái kem um... Các em để ý là cái đoạn này chính là độ dài từ đây đến đây này Từ đây đến đây này Đúng nhỉ Khi các khi, khi em gập nó vào Thì đây nó chính là cái phần mái nhà này Độ dài mái nhà nhà này Đúng không cả lớp à, Độ dài mái nhà này này kém. Đó Thì đoạn này chính là bằng bao nhiêu đây cả lớp Đúng không? Nó là độ dài mặt bên này này Thì kem thấy đây là 18 này Khi kem mở ra thì hai này bằng nhau Thì đều là ba Cái này cũng sẽ là ba nhá cái này cũng sẽ là 3 và hai mặt bên này cái này bằng nhau cái này, hai này bằng nhau đúng không? cái mở ra thì đây là hai mặt bên thì đương nhiên độ này bằng nhau như vậy 18 trừ đi trừ um, 6 trừ đi hai cái đoạn này là 18 6 12 chia 2 thì đoạn này sẽ là 6 và đây cũng sẽ là 6 đúng không như vậy cái đoạn này sẽ là 6 đúng cho như vậy chiều cao bằng 6 thì kem em có V1 của chúng ta bằng bao nhiêu bằng một à đâu năng trụ mà 3 x 6 bằng 18 rồi bây giờ các em tính V2 nhá. Thì các bạn thấy ngay V2 là một hình hộp chữ nhật. Có các kích thước là 3 nhân với 6, còn nốt chiều cao này bằng bao nhiêu? Thì cái chiều cao này này thì các em để ý đây là cái sàn, đây là 3 nhân 6 rồi. Thì chiều cao này thì các em nhìn vào cái phần đây này, đề bài cho này. Nó chính là chiều cao của mặt bên là 3 này. Bản chất là này, chiều cao mà này. Đây này, đúng không? Thì chiều cao này bằng bằng 3. Đó, hình hộp chữ nhật có các kích thước là 3 6 3. Như vậy thì các em có được ngay cái thể tích gì nhỉ vậy thì cái thể tích của v 2 nó là hình hộp chữ nhật là 3 nhân 6 nhân 3 thôi bằng 36 từ đó các em có được v của chúng ta sẽ là v 1 cộng v 2 nó là 18 cộng 36 thì bằng 54 Hình như thầy sai hay sao nhỉ uhm, các bạn đợi thầy một tí nhá thầy đang hơi nghi nghi thầy có sao không 18 cộng 36 đâu 3 nhân 6 là 9 Ô xài đầy Ôi dồi 54 nhá Vậy V của chúng ta sẽ bằng V1 Cộng với V2 Và bằng bao nhiêu 54 cộng 18 là 72 Đơn vị là cm khối Bài này nếu mà bạn nào mà hiểu về các bản vẽ kỹ thuật ấy Xong các em mở ra ấy Thì Nó Nó rất là dễ Nhưng mà nếu bạn nào mà không quen Và mới đầu nhìn cái kiểu bài như này Thì các em sẽ sẽ rất là đáng rất là rất là khó để làm được vì các em không quen với kiểu bài này Mọi n là tổ hợp tất cả các giá trị thực của tăng số m để tồn tại duy nhất duy nhất nhá cặp x y thỏa mãn các điều kiện ở khi các em nhìn vào bài này thì các em thấy ngay được x bình cộng y bình cộng hai lớn hơn nó nó lớn hơn không rồi và nó khác một đương nhiên nên các em chả có cái điều kiện nào ở đây cả đúng không tại vì đương nhiên là x bình cộng y bình cộng hai lớn hơn không nhá và nó khác một nên các em không có điều kiện nào đây cả nên ta sẽ Thấy là như này Ta có này Ta có cái hệ điều kiện của x y như này X bình cộng y bình cộng 2 Noga đây bằng 1 thì tức là cái này bằng 6x cộng với 2y trừ 1 Và các em vẫn phải để cái x bình cộng y bình cộng với 4x trừ đi 4y cộng 8 Nó bằng m Từ đây các em thấy là chúng ta tốt nhất là chúng ta đưa về phương trình hai đường tròn Phương trình hai đường tròn nhá Cái này tương đương điều gì cả lớp Nào cái này, này là x bình phương cộng y bình phương này trừ 6x trừ đi 2 y cộng với 3 bằng 0 đúng không? Cái này các em có ngay được x bình cộng y bình cộng với 4x này trừ 4y này cộng với 8 thì bằng bằng m. Rồi, thì các bạn tương đương được điều gì nào? Các em có ra đây là x trừ đi 3 tất cả bình phương cộng với y trừ 1 tất cả bình phương bằng bằng 7. Bên này thì các em có được đây là x cộng 2 tất cả bình phương cộng với y trừ 2 tất cả bình phương bằng bằng m. Đương nhiên nếu như mà m bén bằng không M mà bén không thì đương nhiên không có rồi M bằng 0 thì x bằng âm 2 và y bằng 2 cũng không thỏa mãn nhá. M bén không Loại tại vì không tỏ có bất kỳ cặp x y nào cả Tại vì làm sát mà tồn tại x y thỏa mãn điều kiện này được Mà m bằng không cũng loại luôn M bằng 0 thì x ở bên dưới này các em chỉ có thể duy ra được x bằng âm 2 y bằng 2 X bằng âm 2 y bằng 2 thay vào trên không thỏa mãn Còn trong trường m lớn không ấy Thì các em thấy ngay đây các em đưa nó về hai cái phương trình của đường tròn rồi, các em xét hệ trục tọa độ OXY Và điểm M có Hoành độ là X, tung độ là Y Như vậy M sẽ vừa thuộc Đường tròn Ta có được này, như này M sẽ thuộc cái đường tròn tâm Y Bán kính R bằng căn 7 Và M cũng thuộc cái đường tròn tâm Z Bán kính R bằng căn M Với cái điểm Y có tốc độ là 31 Và điểm Z có tốc độ bao nhiêu âm 22 đúng không? Được chưa? Và để mà tồn tại duy nhất một điểm M thỏa mãn thì kem cần tức là tồn tại duy nhất kem làm sao để tồn tại duy nhất tồn tại duy nhất một cặp y thỏa mãn để tồn tại duy nhất một cặp y thỏa mãn thì tồn tại đúng một điểm m thỏa mãn thôi tại vì nó thuộc cả hai đường tròn thì tồn làm sao để tồn tại đúng một điểm m thỏa mãn thì tức là m nó sẽ là cái điểm duy nhất để m nó nằm ở sự tương giao hai đường tròn thì hai đường tròn này chỉ có đúng một điểm chung và cái điều kiện để hai đường tròn có đúng một điểm chung là gì cả lớp? Điều kiện để hai đường tròn có đúng một điểm chung là gì? Hai đường tròn này hai đường tròn không có cùng tâm nhá. Nó mà có đúng một điểm chung khi nào? Khi hai đường tròn này tiếp xúc với nhau nhá. Rồi. Để tồn tại đúng một cặp x y Khi và chỉ khi có đúng một điểm M Tức là điều khi và chỉ khi là đường tròn tâm Z Y bán kính căn 7 tiếp xúc với đường tròn tâm di bán kính căn mở hai cái đường tròn này tiếp xúc với nhau nó phải tiếp xúc với nhau thì nó mới tồn tại duy nhất được nhá thì tiếp xúc với nhau thì các em sẽ thấy như này này hai đường tròn tiếp xúc với nhau khi nào mình ôn lại một tí nhá hai đường tròn tiếp xúc với nhau thì các em có hai kiểu một kiểu là tiếp xúc trong và một kiểu tiếp xúc ngoài đó và một kiểu là tiếp xúc ngoài rồi hai đường tròn tiếp xúc với nhau thì các em có được là độ dài đoạn nối tâm Các em có trường hợp 1 Đây là trường Trường 1 Và đây là trường hợp 2 Nhá Rồi, cái trường hợp số 1 Đó là độ dài EZ Bằng độ đoạn nối tâm ấy Thì bằng R1 cộng R2 là tiếp xúc ngoài Thì tức là các em sẽ có được easy của chúng ta sẽ bằng căn bậc 2 của bao nhiêu đấy 25 cộng 1 là căn 26 nó bằng căn m cộng với căn 7. Vậy các bạn sẽ tìm được là m của chúng ta sẽ bằng căn 26 trừ căn 7 bình phương. Còn trượt tiếp xúc ngoài là trượt số 2 thì các em sẽ có được cái độ giai đoạn nối tâm là easy nó là trị tuyệt đối của R1 trừ R2. Nhớ phải có trị tuyệt đối nhá. Thì cái điều này xảy ra khi nào? Căn 26 sẽ bằng trị đối của căn m trừ căn 7. Tức là các em sẽ có căn m sẽ bằng căn 26 cộng căn 7 hoặc là căn m bằng căn 7 chia căn 26 không được, căn m bằng căn 7 chia căn 6 không được. Thì các em chỉ có thể là căn m bằng căn 2, căn m bằng căn 26 cộng căn 7 thôi. Tức là các em sẽ có được m sẽ bằng là căn 26 cộng 7 căn 7. Vậy khi mà các em xét hai trường hợp này thì người ta bảo là tổng tất cả giá trị của S thì các em có hai giá trị của S. Do đó thì tổng tất cả giá trị của S thì nó là m1 cộng m2. S có 2 phần tử mà. Thì là căn 26 trừ căn 7 bình phương cộng với căn 26 cộng với căn 7. Bình phương các em phá ra thì các em sẽ triệt tiêu được cái 2 căn 26 nhân căn 7. Thế là 26 cộng 7 cộng với 26 cộng 7. Nó bằng 33 cộng 33 là 66. Thế thôi. Nhá. 66 thì các em phải chọn được cái đáp án gì đây? Đáp án C. Đồng ý không? C nhá. 47 thì nó là bài toán mà các em học từ hồi đầu năm rồi. Mà thời gian cũng hơi muộn. Nên có lẽ câu này thầy sẽ chữa nhanh. Các em làm rất rất nhiều cách khác nhau nhá. Rồi để cái hàm số này có đúng 5 điểm cực trị thì các em thấy là fx của chúng ta có đúng hai điểm cực trị là x bằng 0 với x bằng 1. Đúng không? Gợi x có đúng 5 điểm cực trị thì em xét hàm bên trong này, này. Thì các em thấy là như này này. Cái hàm phương trình là x bình phương trừ đi 10 x cộng m nó bằng 0 hoặc là x bình phương trừ 10 x cộng m bằng 1. Thì cái nõi ux của chúng ta có một điểm cực trị là parabol mà. Nên để có 5 điểm cực trị thì cái hệ này phải có 4 nghiệm đơn nghiệm bội này. Nhá. Có 4 nghiệm đơn hoặc bội nẻ được chưa tới đây các em có thể vẽ trực tiếp cái parabol là x bình phương trừ mấy cộng m đó parabol này các em nhìn điểm cuối xong các em cho tương giao đường y bằng không và y bằng một để làm sao cho có bốn nghiệm hoặc các bạn có thể cô lập hoặc các em có thể cô lập cái này nó chuyển về đổi dấu nhá thì các em sẽ có được cái này là x bình phương trừ 10x bằng âm m hoặc x bình phương trừ 10x trừ 1 bằng âm m đó sau đó các em vẽ hai cái parabol cũng được như nhau nhá Thì các em có thể chọn được bất kỳ cách nào Mà các em cảm thấy là dễ nào hai cái Thì cái đỉnh của Caparabone Đỉnh của Caparabone này nó bao nhiêu nhỉ Âm 25 à Đỉnh của Caparabone này là âm 26 à? à Cộng 25 thì phải trừ 25 Đúng rồi trừ 25 trừ 26 đúng không Thì các em thấy đường Y và M phải cắt tại 4 điểm Nha cắt tại 4 điểm Muốn Y và M cắt tại 4 điểm thì đây Y và M đây Vậy các em có ngay cái điều kiện là gì Âm M của chúng ta sẽ phải lớn hơn âm 25 Tương đương với M bẻn 25 còn gì không nhỉ? Còn gì không? Còn gì không? Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của M? Ồ có 24 giá trị. Không được bằng âm 25 đâu các em nhá. Bằng âm 25 thì còn có hai điểm cực trị thôi. À còn có ba điểm cực trị tất cả thôi nhá. Cái ấn tượng đầu tiên khi thầy nhìn vào câu 48 là đặt 3 x bằng T đúng không? S là tập chứa tất cả giá trị hữu tỷ của tham số M để phương trình này có đúng hai nghiệm thực có đúng hai nghiệm thực nhá. Các em đặt luôn cho thầy 3 mũi x bằng t. Được chưa? Rồi, ta có cái phương trình đó là t mũ 3 này trừ đi 4m nhân với t bình phương này cộng với đây là 4m bình phương cộng với m chứ 1 nhân với t trừ đi 2m bình phương trừ đi cộng với m bằng 0. Các em cần giải quyết vấn đề là phương trình này có đúng hai nghiệm trong khoảng từ 0 đến vô cùng là thôi nhá. Mỗi nghiệm trong khoảng từ 0 đến vô cùng đẻ ra một nghiệm thực x. Nghiệm từ âm vô cùng đến không thì không đẻ ra nghiệm thực x nào cả. Thì các em cần tìm m để sao cho cái này có đúng hai nghiệm. x à hai nghiệm t chứ. Có đúng hai nghiệm trên cái khoảng từ không đến vô cùng. Các em lưu ý là chúng ta xét là xét trên khoảng từ không đến vô cùng thì nó chỉ có đúng hai nghiệm thôi. Còn trong khoảng từ âm vô cùng đến không thì nó có nghiệm hay không có nghiệm hay như thế nào mặc kệ nó. Mình không quan tâm tại vì cái nghiệm đấy Nếu mà có nghiệm đấy thì nghiệm đấy nó không đẻ ra nghiệm x nên kể cả nó có nghiệm hay không mình không quan tâm trong khoảng này nhưng khoảng này này chỉ cần có nghiệm ví dụ t bằng năm nhỉ à, ngay lập tức có nghiệm x là 3 mũ x bằng năm thì x bằng nen noa cơ số 3 bằng năm ngay nên chúng ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi là tìm m để sao cho cái phương trình này có đúng hai nghiệm khi mà mình xét nó trên khoảng từ không đến vô cùng thì rõ ràng cái dạng này mình không cô lập m được đúng không nên mình sẽ kiểm tra xem có nghiệm đẹp hay không kiểm tra nghiệm đẹp bước 1, bước 1 bước một bước một sau bước hai kiểm tra nghiệm đẹp Được chưa? Các em có thể gán M gán với 1000 hoặc 100 tùy các em. Xong Casio. Đây. Nào Casio. Menu 923 một bằng âm -4 M1000 nhá, thầy gắn M1000 nhá Ở đây là 4 x 1000 bình phương này Cộng 1 Được chưa? Âm 2 nhân với Rồi ok Nghiệm xấu này, nghiệm xấu này À đây rồi, tia sáng của chúng ta đây rồi Đó là 1999 nó tương với đó là nghiệm là 2M Em nhớ là mình đang gắn M1000 Thì lúc này các em sẽ có nghiệm là Phương trình tương đương với T của chúng ta sẽ bằng gì đây à, 2M-1 đúng không? 2000 1 đấy 2M-1 Ok, đấy là nghiệm X3 Thì cái X1 đến 2 rất là xấu Nhưng mà mình có thể gắn nó với A Nó là phương trình bằng 2 Và gắn nó với B rồi để quy nó về bậc 2 các em nhớ đây là các nghiệm thực nên các em ấn menu 1. Xong các em xét tổng a cộng b. Nó sẽ là 2m cộng 1, nghĩa là các em có phương trình bên dưới là t bình phương trừ đi 2m cộng 1, tổng hai nghiệm bằng 2m cộng 1 mà. Đó. còn tích hai nghiệm bằng gì? Tích hai nghiệm bằng gì các em có thể ấn vào đây. Thì nó bằng m đúng không? Bằng m, bằng 1000. Thì là cộng với m thì T1 T2 là hai nghiệm AB đấy thì tổng hai nghiệm bằng 2M cộng 1 phân tích hai nghiệm M thì viết đảo thì các em sẽ có phương trình này. Được chưa? Nào hiểu bài không nhỉ? Thì đấy, đây là cái cách mà các em có thể uh, xử lý nhanh nhá. Rồi làm sao để cái hệ này có đúng hai nghiệm trên khoảng thời không đi vô cùng? Ồ, có vẻ hơi khó đúng không? Mình xét cái hàm số này là hàm số GT đi. Rồi. Bây giờ bước tiếp theo, biện luận. Bước 3 này, mình dùng cái kỹ năng biện luận. Biện luận Kiểu gì bây giờ, mình xét delta đi. Nào, dù sao cũng xét delta. GT có delta bằng b bình trừ đi 4ac bằng 4m bình phương cộng 1 thì nó luôn dương với mọi gì? À, nó luôn dương với mọi uh, với mọi uh, m thuộc R. Nên cái phương trình 2 này luôn luôn có hai nghiệm phân biệt. Suy so, ra GT bằng 0 có hai nghiệm phân biệt T1 và T2. Rồi, phương trình đã cho sẽ tương đương điều gì? Nào, T sẽ bằng T1 hoặc T bằng T2 hoặc T bằng T3. Đúng không? Với T1, T2 là hai cái giá trị mà theo VS đảo thì tổng hai nghiệm bằng 2M cộng 1 và tích hai nghiệm bằng gì? Bằng, bằng M. Nào nó mình hiểu bài không? Bây giờ là làm sao để trong ba nghiệm thì hỏi này ba cái này có phân biệt không T1, T2 và 20 cộng 1 20 chỉ 1 nó có phân biệt không Đây có phải là ba số phân biệt không cả lớp Thầy hỏi một chút đây có phải ba số phân biệt không Đây có phải ba số ba số phân biệt không Chưa chắc Mình mới chỉ có T1, T2 phân biệt thôi Nhưng nó vẫn có thể bằng với cả 20 chỉ 1 như vậy tốt nhất để giải quyết bài toán này các em biện luận lần lượt từng trường hợp là nếu như mà có nghiệm kép Tức là nếu mà giả sử mà cái phương T1 hoặc T2 dính với cả cái M2 M1 bằng nhau thì sao nhá. Nào. Chờ một nghiệm ghép Có nghiệm kép thì tức là T1 sẽ bằng 2M 1 hoặc T2 bằng 2M 1. Nghĩa là điều này xảy ra khi ghi G của 2M 1. 2M 1 đó nghiệm của phương trình GT 0. Nghĩa là các em sẽ có được 2M 1 tất cả bình phương trừ đi 2m cộng 1 nhân với 2m trừ 1 cộng m bằng 0. Thì các em có 4m bình phương trừ 4m cộng 1 trừ đi đây là 4m bình phương trừ 1 cộng m bằng 0 triệt tiêu đi. Ô đẹp quá nhỉ. Cái này là m bằng 2 phần 3. Được chưa? Khi m bằng 2 phần 3 nhá M bằng 2 phần 3 thì nó sẽ... Khi đó khi đó phương trình tương đương điều gì? À, T của chúng ta sẽ bằng mấy? T bằng 2M chỉ 1 2M chỉ 1 là 1 phần 3 Hoặc là T bình phương này Trừ đi um, 7 phần 3 T Cộng với 2 phần 3 bằng 0 Thì các em biết được có nghiệm Tương đương với là T của chúng ta bằng 1 phần 3 Tích hai nghiệm bằng 2 phần 3 Thì nghiệm còn lại sẽ là bằng 2 Đúng không? Rồi nó thỏa mãn luôn các em lưu ý là trường này thỏa mãn nhé Lúc ấy thì nó có hai nghiệm tây dương Vậy trong khoảng thời gian dương nó có đúng hai nghiệm Thỏa mãn Riêng trường này thỏa mãn Rồi Trường 2 Đó là có ba nghiệm phân biệt Tức là trường 2 nó nằm ở trường là M khác 2 phần 3 M bằng 2 phần 3 thỏa mãn này Vậy cái này ok này Cái này ok này Còn nếu mà M mà khác 2 phần 3 Thì cái phương trình Có ba nghiệm phân biệt Phương trình mà mình đang nói ở đây ý, là phương trình này đấy các em nhé. Cái phương trình này này, cái phương trình y này. Phương trình này này, cái phương trình chỉnh... không phải phương trình đề bài nhá các em nhá. Mình đang tập trung vào phương trình này thôi. Và phương trình này có ba nghiệm phân biệt. Ba nghiệm phân biệt đấy là các nghiệm là t1 này, t2 này và 2m 1. Được chưa? Đó, t1 t2 là 2m 1. Bây giờ các em cần phải làm sao để có đúng hai nghiệm trong ba nghiệm đấy dương mà thôi, còn một nghiệm sẽ âm. Được chưa? Mình không biết thích được quất thì cứ, quát, cứ giả sử tên một bén T2 đi Nhá À định luận kiểu gì bây giờ ừ. Ok Bây giờ này Cái dấu của T3 nó phụ thuộc 20 chỉ 1 Đi bài có hỏi cái nào nguyên Dương không Hữu tỷ tham số m ok Uh, à, mờ mà âm thì sao m mà âm thì sẽ có một số dương một số âm. Không được, m dương thì sẽ ok. Như này nhá. Các em biện luận theo dấu của m ấy. Đây. Đây nhá các em để ý này. Đây là m này, cái dấu của m. Nó chạy từ âm vô cùng đúng không? Thì thầy sẽ để ý các cái giá trị đó là 0 và 1/2. Tại sao thầy xét 0 và 1/2? Tại vì khi mà M t, có cái M T1 nhân T2 bằng 0 xảy ra khi tức là cái giá trị không ấy nó sẽ làm cho cái ảnh hưởng đến cái dấu T1 nhân T2 này. Các em để như này nhá, nôm na như này. Cái giá trị T3 là các em nhìn thấy ngay bằng 2M 1 thì nó sẽ bằng 0 tại tức, M bằng 1 phần 2 Và tất cả các giá trị bên trái này Nó mang dấu âm Tất cả các giá trị bên phải này mang dấu dương Được chưa? Đấy là T3 nhá. Ok, đấy là T3 Bây giờ mình xét cái T1 nhân T2 thì khi mà m nhỏ hơn 0 Thì t1 nhân với t2 của chúng ta Nếu mà m nhỏ hơn 0 nhá Thì t1 và t2 nó sẽ như nào T1 nhân t2 nó mang dấu âm Tại vì khi m âm ấy M âm nhá Thì t1 nhân t2 âm Thì sẽ có một số âm một số dương Thì đương nhiên t1 âm t2 dương Được chưa Khi mà m bằng 0 thì sẽ T1 bằng Khi M0 thì T1 bằng 0 Và T2 của chúng ta phải bằng 1 Tóm lại sẽ có một số bằng 0, T1 bằng 0 và T2 bằng 1 nó mang dấu dương. Khi mà m thuộc ở 0 đến 1/2, tóm lại khi m dương nhé Khi mà m dương thì các em thấy ngay là T1 và T2 đều dương. Các em thấy ngay T1 T2 đều dương, cứ m dương là T1 T2 đều dương. Tại vì sao? Tại vì khi m dương thì 2m cộng 1 mang dấu dương, m dương thì tổng hai nghiệm dương tích hai nghiệm dương thì T1 T2 đều mang dấu dương. Vậy các em nhìn trong tất cả trường nào, trường hợp nào là trường hợp mà ba nghiệm này chỉ có hai nghiệm dương, một nghiệm âm hai nghiệm dương, chỉ có đúng hai nghiệm dương thôi, chỉ có đúng hai dấu dương thôi. Trường này mình không tính này. Trường này ok này. Trường này ok này. Trường này có một dấu dương không được, chiều này có một dấu dương không được. Vậy chỉ có đúng hai trường này mà thôi nhá. Vậy thì mình kết luận được này. vậy một có đúng hai nghiệm. Trên khoảng từ 0 đến 1/2. À trên khoảng 0 đến dương vô cùng. Khi và chỉ khi ở cái trường này xảy ra là không bé hơn m bén 1 phần 2 Hoặc là m bằng 1 phần 2 cũng ok luôn Bén bằng được Còn chấp trên này mình lấy được cái giá trị m bằng 2 phần 3 Đó, Thì đây là tất cả các giá trị của m thỏa mãn Người ta cố tình cho 24m nhận giá trị nguyên Thì mình xét 24m đi Không bé ăn 24M Bé ăn bằng 12 24M sẽ bằng bao nhiêu? 16 Thì 24M sẽ nhận giá trị như nào? 1 2 3 chấm 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 đến số 12 đúng không? Xong hợp với cả cái số 16. Tổng cộng có 13 giá trị tất cả, đúng không? 13 giá trị. Câu này là câu hay. Thầy đánh giá câu này câu hay và câu khó. Câu này là câu hay và là một trong những câu khó nhất của cái đề này. Không phải một trong những mà thầy nghĩ là câu này là câu khó nhất đề luôn đấy chứ không gọi là một trong những rồi. Tại vì thầy nhìn 4950 nhẹ lắm. Ok, nghe này. Số AB là hai số thực dương thỏa mãn điều kiện này. Ngay từ cái điều kiện này mình có ngay được cái tỉ số A phần B ngay lập tức. Cái điều kiện này rất là điều các em thấy nó đẳng cấp mà, bậc 2 bậc 2 bậc 2. Đã, ta có này. Các em chia tất cả cho B bình. 2 sẽ bằng 7 nhân với A phần B cộng 4 nhân với A bình trên B bình. Tương đương với 4 lần A phần B tất cả bình phương trừ 7 lần A phần B cộng 2 bằng 0. Các em tìm ra A phần B ngay lập tức phương trình 2 menu 922 1 bằng âm a à, 4 bằng chứ 4 bằng âm 7 bằng ô ừ, sao xấu này A phần B đây là 4 này à, dương 7 chứ ôi rồi. dương 7 âm 2 nói bắt đầu ngáo dần đấy dương 7 âm 2 nhá dương 7 Rồi, A phần B là 1 phần 4. A phần mềm phải lớn không nhé các em nhé Nên ăn phần mềm 1 phần 4 nhé Rồi như vậy thì các em có được là B bằng 4A Đó, Mà A của chúng ta thuộc cái đoạn Từ 2 mũ 2 cho đến 2 mũ 10 Nên ta có B nó thuộc cái đoạn Từ 2 mũ 4 cho đến 2 mũ 12 Biểu thức P là gì? ZP nhé P bằng Noga Cơ số B phần 8 thì mình đổi hết theo biến B đi Tại vì ở đây có mỗi 4A đây B phần 8 Của đây là Đây là B đúng không 4A bằng B Cộng với 3 phần 4 Noga Cơ số 2 của gì đấy B phần 4 Thì cái ý tưởng của chúng ta là gì Các em thấy là B phần 8 8 bằng 2 mũ 3 Đây là 4 thì bằng 2 bình phương Cơ số 2 đây rồi Và đây lại cơ số 2 xuất hiện rất nhiều Nên tốt nhất là mình nên đưa tất cả mọi thứ về cơ số 2 Đấy là cái ý tưởng nha Thì Chúng ta dùng phép đổi cơ số thì các em có được cái này là noga cơ số 2 của B trên noga cơ số 2 của B phần 8. Cộng với 3 phần 4 nhân với cả đây là noga cơ số 2 của B trừ đi noga cơ số 2 của 4. Vậy thì cái biểu thức P của chúng ta bằng gì? Bằng noga cơ số 2 của B này trên noga cơ số 2 của B trừ đi 3 cộng với 3/4 nhân với cả loga cơ số 2 của b trừ đi 2 đúng cả lớp. À, đúng không? Rồi nhá. Rồi, thì ở đây ý tưởng tiếp theo các em đặt cho thầy cái loga cơ số 2 của b bằng x. Thì rõ ràng vì b của chúng ta vì b của chúng ta thuộc cái đoạn từ 2 mũ 4 cho đến 2 mũ 12 nên cái x của chúng ta sẽ thuộc cái đoạn từ 4 đến 12. Và lúc này biểu thức b của chúng ta nó bằng x trên x 3 cộng với 3 phần 4 nhân với x 2. Các em cần tìm m lớn là min của m lớn bằng min của cái biểu thức này. Đó. Khi mà x của chúng ta thuộc cái đoạn từ 4 cho đến 12. Còn m nhỏ thì nó à m lớn là mắc, m nhỏ là min. Đúng rồi lớp nhé. M lớn bằng mắc biết nhầm nó mắc thì tới đây nó bảo thành bài toán bình thường thôi mời nhỏ là min đây là mời nhỏ thì cái này các em hoàn toàn có thể tự tính nốt ô chết sao lại không sợ rồi này ô thôi tóm lại mời nhỏ bằng min nhá đó rồi các bạn tính cho thầy xem bằng bao nhiêu Các em tính cho thầy xem m nhỏ bao nhiêu Thầy sẽ dùng gopher alpha để thầy tính nào Tính giúp thầy thì, Thầy đỡ phải tính nào X chữ 3 này Cộng với 3 phần 4 Nhân với x chữ 2 Đúng không Rồi 4 tới 4 tới 12 Ớ sao bên này bị làm sao nhỉ Thực sự luôn Không xóa được này, ồ, oh, bị lỗi à rồi. rồi, các em tính được cái m lớn bằng 27 phần 4 À, 4-12, ờ, oh, Rồi, 53 phần 6 Còn m nhỏ thì các em tính được Nhá, các em tính đạo hàm ra, các em tính thôi Đạo hàm ra có một nghiệm là x bằng 5 M nhỏ sẽ bằng 19 phần 4 rồi, từ đó các em tính được là m lớn chữ m nhỏ 53 6 chữ 19 phần 4 Rồi, bao nhiêu đây? 49 phần 12 Wow, xong Đấy chưa 49 12 chọn đảm bản là đảm bản C Người ta cần xây dựng một đường dẫn điện Từ nơi sản xuất A đến nơi tiêu thụ B Đây là từ đây đi đến đây này Được chưa Là hòn đảo gần bờ biển như hình vẽ Đó. Biết rằng là độ dài AH kem có rồi Đây AH kem có rồi Bằng 15 km BH thì bằng 5 km Chi phí xây dựng trên biển là 50 triệu Cho 1 km độ dài Đây là đoạn BC Và chi phí xây dựng trên bờ là 20 triệu Cho 1 km dài đoạn AC Hãy xác định chi phí thấp nhất cho việc xây dựng từ A đến B Tức là các em phải đi qua C xong C đến B Thì các em gọi HC là X đi Thì theo đề bài thì CA của chúng ta sẽ là 15 chữ X Và BC của chúng ta theo định lý Pythagore Thì bằng căn của 25 cộng X bình phương Được chưa Rồi và với việc đặt như thế thì chi phí của chúng ta Chúng ta sẽ có P của chúng ta sẽ bằng gì Nào trên cạn là AC là 20 triệu Nhân với cái độ dài là 15 trừ x cộng với cả chi phí trên biển là CB đúng không? CB nó là 50 triệu. Nhân với độ dài là căn của 2 năm cộng x bình phương. Và các em xử lý cái hàm số này. Fx. Được chưa? Rồi, các em cần tìm min của Fx. Với x của chúng ta nó thuộc cái đoạn x của chúng ta thì là một số lớn không? và nhọn 15 không ai người ta để x lớn 15 cả x lớn 15 thì chứng tỏ là xây ngược lại đây à xong quay lên đây à thì đường bề biển quá dài đúng không đó thì cái này các em có được f /X bằng âm 20 cộng với 50 nhân với cả x trên căn của 25 cộng x bình phương thì từ đó ta suy nghĩ là f /X bằng 0 xảy ra khi nào khi và chỉ khi nào à, 5x Bằng 2 căn của 25 cộng x bình phương Đúng không? Thầy nhậm mồm đi Thì cái này tương đương với điều gì đây? Tương đương với 25 x bình phương Nó bằng 100 Cộng với 4 x bình phương Vậy các em có được x của chúng ta sang 10 trên căn 21 Rồi 10 trên căn 21 nhá Ok Rồi Như vậy thì tên là min của P Bằng f của mười trên căn hai mút rồi <laughs> các em khảo sát đã ra thì các em thấy ngay nhá, ok thì uh, các bạn dùng cao siêu ra, rồi chữa lên câu này thấy hơi mệt rồi năm trăm hai mươi chín Vậy sắp xỉ 10, 13 chứ sẽ lại 14 nhỉ Thôi được rồi chọn C đi Dù sao nó nó sát nhất Ok Năm 592 Ơ 529 à Nó sẽ lại tính ra 529 nhỉ Đề gốc là 529 hay 592 Thôi chết rồi Nhầm đề gốc à 529 hay 592 các em thì sao lại đế gốc này 529 29 thầy gõ nhầm đấy Chết chết Sửa lại này, này ngay 529 29 nhá 529 29 29 Gõ nhầm gõ nhầm Năm 29 nhá đấy mình nhá 529 29 Thầy gõ nhầm Chính xác là phải 13 Không phải phải 14 đâu Chi phí nó phải ra 0.13 phải này này, con số nó phải như này. Tính ra nếu mà làm tròn thì phải là 0.13, chứ không phải 0.14. C nhá. 529 thì gọi nhầm...